Hello, hi. Đó, chúng tôi đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều nhá. Chúng tôi đã khỏe lại rồi nên là nay chị Vân sẽ tặng cho Kem một cái viết siêu siêu hay luôn. Đó là chuyên đề Min Max Số Phức. Chuyên đề này mà khi Kem đã học đến, tức là em đã sắp sắp xa chị Vân rồi. Em đã sắp không còn là lớp 12 nữa rồi, buồn quá à. Nhưng mà sắp đi thi rồi đó. Nên là sắp chị em mình sắp không còn được nghe nhau chữa bài rồi. Nên là cố gắng nhá. Những cái viết cuối cùng này Kem chăm chỉ lên, những ngày cuối cùng này chăm chỉ lên, cố gắng lên, nỗ lực thật nhiều và làm thật nhiều đề, và xong rồi có gì khó khăn thì cứ hỏi chị. Bất cứ lúc nào Kem cảm thấy khó thì cứ nói. Cần giúp được gì chị sẽ giúp, giúp bằng hết tình yêu thương nhá. Giúp hết mình nhá, giúp thật á. Đang nói nghiêm túc ấy, không đùa đâu, bình thường hơi đùa đùa tí thôi. Nhưng mà giúp thật, muốn giúp thật nhá. Nên là có gì cứ bảo nhá. Đó, còn hôm nay thì mình sẽ học bài mới Min Max Số Phức. Đấy, siêu đẹp luôn, xinh gái không? Tặng cho Kem. Nó gọi là cái gì nhở? Trời ơi, dạo này học toán nhiều, tiếng Việt hơi hơi gà. Nó gọi là cái gì? Tiết lộ à? Không, nó còn một từ gì hay hơn nữa, nhưng mà nó sẽ cùng nghĩa với từ tiết lộ đấy. Nó làm tiết lộ cho Kem một phần trong cái phần giáo án mà chị Vân dạy các bạn min max số phức. Thì đầu tiên nhá, chị xem qua thôi thì trong vở của Kem đã học đến hai vấn đề đầu tiên. Vậy là bài tập về nhà chị giao cho Kem cũng nói ở hai vấn đề đầu tiên thôi. Hôm nay mình sẽ chữa bài tập của phần đấy. Thì cho Kem xem qua một phần giáo án mà các em cùng ôn tập lại với chị nhá. Thì trong cái phần min max số phức này, chị cái đầu tiên ấy thì mình sẽ sao chưa quay ta đi ngủ về chế độ đi ngủ ảo giác nào. Ok, thế nhìn tiếp này, trước khi mà chúng ta muốn học cái phần min max số phức ấy thì chúng ta phải giỏi cái bài đó là tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức đã, chính là cái viết buổi trước mà chị vẫn đã quay đó. Thì trước khi vào bài chúng ta sẽ ôn tập lại một chút nhá. Thì cái phần tập hợp điểm biểu diễn số phức của em sẽ có hai dạng. Dạng tất cả đều sẽ đưa về là một số phức z trừ đi một cái gì đấy, một cái số phức khác. Tức là nó yêu cầu em là tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z, được chưa? Thế nếu như mà nó có dạng là số phức z trừ đi một cái số phức z y ở đó mà bằng một cái số, thì cái số này gọi là r nhá. Thì cái tập hợp điểm biểu diễn số phức z của em, thì em hình dung là cái số phức z này giống như kiểu điểm m. Điểm m nó sẽ biểu diễn cho cái số phức z, được chưa? Điểm y sẽ biểu diễn cho số phức zy. Thì có phải là modulus của z trừ zy chính là gì? Nào ôn lại bài buổi trước nào. Chính là lấy tọa độ điểm đằng sau cho tọa độ điểm đằng trước. Thì nó chính là vector im. Thì có đúng lấy đằng sau trừ trước không em? Đó. Nhưng mà lại đóng modulus thì giống như kiểu độ dài của vector. Độ dài của vector im thì chính là đoạn im. Đoạn im bằng r mà y thì cố định ở đây. Im mãi bằng r thì có phải là nó sẽ quét ra không em? Nó sẽ quét ra một đường tròn. Và em đã hiểu tại sao mà cái điểm M của em ấy đại diện là số phức Z thì sẽ thuộc một đường tròn tâm Y và bán kính R nhá. Rồi đúng không? Vậy nhớ chị cái dạng như sau nhé. Đó là module này của số phức Z này trừ đi một số phức Z gì đấy bằng một cái số, nghĩa là bên tay phải của mình là một số, thì nó sẽ thuộc đường gì? Đường gì? Đường tròn. Nhớ như thế nhá. Còn nó có cái dạng là hai bên đều là module số phức Z trừ đi số phức ZA bằng modulus của số phức z trừ đi số phức zb. Thì em hình dung là bên này chính là tọa độ dài của cái vector am. Bên này là độ dài của vector bm. Đúng không? Lấy điểm sau trừ điểm trước mà, lấy m trừ a, lấy m trừ b này. Đó. Thì có phải là am bằng bm không? Mà điểm a cố định, điểm b cũng cố định. Am thì luôn luôn bằng bm, thì có phải là m sẽ thuộc đường trung trực của ab. Vậy thì em nhìn lại hai cái phần đầu tiên, mình phải giỏi cái này đã. Nghĩa là mình nhìn một phát mình phải đọc được luôn tập hợp điểm biểu diễn của số phức là gì thì mình mới làm được min max số phức em ạ. Vậy thì em sẽ ôn tập lại cái đó nhé. Sau khi nghe qua cái phần lý thuyết thì mình sẽ làm thử một một ví dụ để mình làm nhanh nhé. Ý là mình sẽ đọc được luôn tập hợp điểm biểu diễn của nó khi mà mình nhìn vào cái dạng ấy. Câu A là z modulus của z ngang trừ cộng với cả 3 trừ đi 2y bằng 2. Thế em nhìn một phát bên này là một số này, bên này là modulus này, chắc chắn thuộc đường tròn. Nhưng mà mình phải đưa nó về là số phức z trừ đi cái gì đấy cơ. Như này này. Thì em phải đưa về là z cơ, chứ không được phép để z ngang. Thì cái này nhá.
Đó là kem nhớ à, cứ Z ngang ấy mà kem muốn đổi với Z thì hoặc là ngược lại thì kem đều đổi dấu chị phần ảo. Chỉ đổi dấu phần ảo thôi. Tức là Z ngang em muốn đưa về Z thì em chỉ đổi dấu phần ảo thôi, đó là 2i. Các bạn nào muốn nghe chứng minh thì có thể inbox cho chị để chị gửi cho cái phần một ví dụ chứng minh cái này. Còn đâu là nếu mà không thì các em nhớ luôn cũng được. Đó là nếu muốn đổi từ Z ngang về Z hoặc là từ Z về Z ngang thì chỉ đổi dấu phần ảo thôi. Được chưa? Như vậy là mình sẽ đưa về như thế này không? Nhưng mà mình phải đưa về dạng là số phức Z trừ đi cái gì cơ đấy cơ, thì mới giống như kiểu là nó đưa về được vector là điểm sau trừ điểm trước. Thì ở đây em phải đưa về dạng là em phải hiểu nó đang là trừ đi của trừ 3 trừ 2i. Thì cái tọa độ của cái tâm y của em ý nó phải là trừ 3 trừ 2. Chứ các em không được nhầm lẫn là tâm là 3, 2 là sai. Ok. Ví dụ thứ hai, nó đang là trừ 2z. Thì em phải đưa về là 2z và em sẽ đưa về z. Đưa về 2z thì dễ, chỉ cần đưa cái dấu trừ ra ngoài thôi. Thế mình dùng đây giống như kiểu là nếu mà em để dấu trừ ra ngoài nó giống như kiểu chị đối, nó cũng như nhau. Ý là mình chỉ cần chuyển hết dấu trừ là xong, còn bên này nó không ảnh hưởng. Tiếp theo là từ 2z mà đổi về z là em chia tất cả cho 2. Đấy, thấy không? Mình đưa về dạng cơ bản thôi đây này. Số phức z trừ đi một cái gì đấy. Nhưng mà chính vì là trừ nhá, trừ đi một cái gì đấy này. Thế em phải hiểu là ở đây là cái tâm của mình 5 phần 2 và 1. Đã nhìn thấy chưa? Đó. Ok nha. Câu C này thì là gì? Module của omega cộng 3 cộng 2i bằng 1. Nó cho cái đẳng thức này và nó bắt tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức Z. Thế có phải là đây này, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức Z thì em phải có module của Z bằng cái gì? Thế thì ở đây em lấy module hai vế, nhưng mà nó lại có dấu trừ ở đây này, thì em vứt cái này sang đây thôi. Được chưa? Thì nó sẽ thể được là module của Z nhân module của 2 cộng 3i bằng module của cái này. Đúng chưa? Lấy module hai vế nhá. Thế thì có phải là module của thằng này thì người ta cho bằng 1 rồi. Ngon. Vậy module của Z, cái thằng này tính được bằng căn 13 này bằng 1 này. Vậy em tính được là module của Z thì bằng là 1 chia căn 13. Thế có phải là nó sẽ không có cái điểm gì cạnh cái điểm Z không? Thì em phải hiểu đấy là tâm 0,0. Được chưa? Vậy đây là tâm O ấy, bán kính 1 trên căn 13. Hiểu tại sao chưa? Câu đề này chị vẫn không làm. Lý do là rất là dễ dàng thôi. Em nhìn phát module ở hai vế thì chắc chắn là đường trung, trung trực. Nhưng mà phải đưa được về là Z trừ đi cái gì đấy. Thì ở đây Z ngang này, em chỉ cần đổi dấu phần phần ảo thôi thì nó thành cộng 3i đấy. Sau em xác định điểm B bên này, điểm A bên này. Đây này. Và nó sẽ là thuộc đường trung trực của AB. Bạn nào mà chưa biết cách để viết phương trình đường thẳng đường trung trực thì sẽ quay lại cái viết buổi trước để xem lại với chị Vân nhé. Ok. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang ngay cái phần min max của số phức. Ok, chị em mình sẽ cùng xử lý hai vấn đề của min max số phức trong ngày hôm nay nha. Vấn đề số 1 đó là min max giữa một điểm và một đường thẳng. Thì em hình dung là có một điểm cố, một điểm A như này, một điểm A cố định nhá. Cái điểm M thì nó di động và nó di động trên một đường thẳng. Tức điểm M của em chạy như này. Thế thì bây giờ min của AM thì các em biết rồi. AM của em sẽ min. Đây AM của em đây. M di động mà. Thì AM sẽ min khi và chỉ khi M là hình chiếu của A lên trên đường thẳng thẳng D. Ok. Đây là vấn đề số 1. Chúng ta sẽ cùng làm bài tập của vấn đề số 1 trước nhé. Rồi khi nào đến vấn đề số 2 chị sẽ nói phần lý thuyết đấy sau. Vấn đề 1, điểm và đường thẳng. Nó cho em cái số phức Z như này. Thì chắc chắn là em biết được là cái Z của mình thuộc một đường trung trực rồi, đúng không? Sau nó bắt em đi tìm giá trị nhỏ nhất của omega. Thế có phải là nó sẽ bắt em đi tìm đây nhá, viết lại ở đây nhá. Nó sẽ bắt em đi tìm là module của số phức V kép này. Thì có phải là lấy module hai vế ở chỗ này không em? Thì nó sẽ được là module của Y nhân Z cộng 1 sẽ nhỏ nhất. Tìm min. Thì chị bảo với kem rồi, đó là tất cả mình đều phải đưa về dạng là số phức trừ đi cái gì đó. Thế cái này thì dễ rồi nhá. Từ đây mới dọc được ra luôn là số phức Z thuộc một đường trung trực. Em sẽ có làm có cái điểm A bên này sẽ có tọa độ này. Phải để là Z trừ đi cơ, cái gì đấy. Thế ở đây sẽ để là trừ 2 rồi cộng 2i, đúng không? Z trừ đi cho bài đầu tiên nhỉ. Thế chị sẽ làm từ từ nhá.
Ở đấy chị sẽ để về cái dạng là số phức z này trừ đi cho này. 2 trừ đi cho trừ 2 cộng 2y. Nó cứ mất tiếng ấy nhỉ. Đúng không nào? Trừ đi 2 cộng 2y, đúng rồi đúng không? Ok. Cái bên kia thì là z trừ đi 4y, đúng rồi. Vậy thì từ đây em sẽ có được cái điểm A của em. Nó sẽ có tọa độ là trừ 22. Trừ 22. Điểm B của em bên này sẽ có tọa độ là 04. Đó. Không biết đọc cái này là phải xem kỹ lại, thật là kỹ lại đấy nhá. Đọc cho chị chuẩn điểm A và điểm B nha. Thế bây giờ số phức z của em thì thuộc đường trung trực của AB đúng không? Đúng không? Đây là điểm M ấy. M trừ A, M trừ B. Bên này là vector AM, bên này là vector B. BM này các em ấy, còn nhớ không? Thế lấy độ dài của vector như này thì có phải là AM bằng BM, AM, A và B cố định thì M thuộc đường trung trực đó. Cái bước đấy là mình đã học buổi trước rồi nên chị sẽ không làm lại nữa nhá. Và chị sẽ cũng không nói lại nữa. Chị sẽ làm nhanh qua cái bước đấy như sau. Thì em sẽ có là bây giờ M của em thuộc đường trung trực. Thế bây giờ em có điểm A, điểm B. Đúng chưa? M của em thuộc đường trung trực này. Thế em viết phương trình đường thẳng. M của em thuộc vào đây. Em viết phương trình đường thẳng AB. À nhầm, viết phương trình đường thẳng D là trung trực của A và B. Thì viết phương trình đường thẳng của số phức ý, nó là OXY thôi, nó là xét trong mặt phẳng OXY. Nên viết phương trình đường thẳng em sẽ cần phát tuyến vào một điểm đi đi qua. Đây là kiến thức phương trình đường thẳng hồi lớp 10. Nó khác với phương trình đường thẳng hồi lớp 12 nhá, đừng nhầm lẫn nhá. Phương trình đường thẳng lớp 10 là cần phát tuyến và điểm đi qua. Nó giống như kiểu mặt phẳng bây giờ ấy. Ok. Cái này là chị đã nhắc lại một lần nữa này, nhắc lại nghiêm túc một lần nữa này, đó là cái này đã học ở cái viết trước rồi. Nên là không được phép bảo chị là chị chưa dạy, với cả bảo là em không biết nhá. Không biết thì xem lại ngay cái viết cũ hộ chị, chứ chị cũng không có thời gian để có thể giảng lại cho các em cái bản phần đấy đây. Và đây mình sẽ làm luôn nhá. Em sẽ có là đường trực thì có pháp tuyến. Cái pháp tuyến của đường thẳng D thì chính là AB luôn rồi. Được chưa? Em sẽ có vector AB chính bằng vector pháp tuyến. Sẽ lấy điểm B trừ điểm A. 0 trừ đi trừ 2 thì là 2. 4 trừ 2 là 2 tiếp. Vậy em có pháp tuyến là 22. Thì em rút gọn đi, nó sẽ là 11. Được chưa? Đi qua điểm thì đi qua cái trung điểm này. Y của em là điểm đi qua. Lấy A cộng B chia đôi được âm 1, 3. Và em sẽ có được phương trình đường thẳng D của em. Nó sẽ có dạng là x AX cộng BY ấy. Mà AB bằng 1 rồi. AB chính là tọa độ của pháp tuyến đây này. Đó, x cộng Y bằng, sau đó em thay cái tọa độ của điểm Y vào đây. Trừ 1 cộng 3 thì sẽ là 2. Vậy em có là cái số phức Z thuộc cái đường thẳng này. Được chưa? Z chạy linh tinh trên cái đường thẳng như này. Thế còn omega của em, modulus của omega là cái này. Mà chị bảo là tất cả đều phải đưa về cái dạng là số phức Z trừ đi cái gì đó. Bây giờ nó có cái Y gắn vào với cái Z, thì có phải là em phải chia cho Y không? Đúng không? Em sẽ phiên dịch cái đề bài này ra nhé. Nó sẽ bằng này. Đó là em phải rút cái modulus của Y ra ngoài. Rút modulus của Y ra ngoài thì cái bên trong của em ấy, có phải là nó sẽ là rút cái Y ra ngoài chứ phải. Em phải lấy cả cái này chia cho Y không? Thì YZ chia cho Y thì còn Z cộng với cả 1 chia Y. Thì em có thể bấm máy tính 1 chia Y cho chị Vân. 1 chia Y thì được là âm 1. Vậy chỗ này của em sẽ là Z trừ Y. Ơ chưa? Thấy hiểu sao Z trừ Y không? Lấy cả cái này chia Y này. Y đấy rút ra ngoài. Ok. Rồi. Thế thì em lại có là module của Y thì bằng 1 rồi. Và mày tính được mà tự tính được module của Y bằng 1, căn của phần thực bình cộng phần hảo bình. Thì nó sẽ chỉ còn là module của Z trừ Y mà thôi. Thế tóm lại là cái đề bài đang từ rất khó khăn là module của V kép sẽ đổi thành là V module của Z trừ Y. Mà modulus của Z trừ Y thì có phải là, em hình dung là Z chính là tọa độ điểm M, Y này này, trừ Y này, nó là cái điểm, nghĩa là trừ đi số phức Y. Thì cái điểm này nó là cái điểm này của em này. Cái điểm này của em là điểm 0, 1, được chưa? Đó, cái điểm đằng sau ấy. Thì có phải là bây giờ Z của em
là một điểm chạy tung tăng trên cái đường thẳng này. Cái số phức đằng sau thì là một điểm cố định có tọa độ là 0,1. Thế thì nó sẽ min khi và chỉ khi cái điểm M của em nó là hình chiếu của điểm này, đúng không? Và nó chính bằng khoảng cách luôn. Bằng hình chiếu chính là bằng khoảng cách từ điểm điểm Y đấy đến cái thằng thằng D. Vậy em sẽ có là module của V kép min sẽ bằng luôn khoảng cách từ điểm Y nhá, chị Vân gọi đây điểm Y, đến đường thẳng D. Và sẽ bằng này, công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng nào, giống như công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bây giờ, đó là em viết cái đường thẳng ra, đó là x cộng y trừ 2. Nhưng chỗ nào có x thì em thay bằng các cái tọa độ này vào, được chưa? Thì là 0 cộng 1 trừ 2 chia căn của pháp tuyến là 1 cộng 1, một bình cộng một bình ấy. Thì một bình vẫn là 1 nên chị không biết nữa. Thì đáp án của nó sẽ là 1 chia cho căn 2. Hết bài. Và đáp án của em chính là đáp án gì? À, xong. Các em hiểu bài này chứ? Đúng không? Bài này cũng khá là đơn giản. Tóm lại là nó cho em cái gì này? Nó cho em số phức Z nằm trên một đường thẳng. Và nó bắt em đi tính thực chất. Em phải nhìn được ra cái module của V kép này này. Nó chính là nó chính là một cái vector. Nó chính là một cái khoảng cách giữa một độ dài của một đoạn thẳng ấy, là điểm sau trừ điểm trước ấy nào. Đó. Mà cái này thay đổi, cái điểm này là điểm cố định. Đấy, vậy thì đây là dạng một điểm giữa một đường. Ok, xong nhá. Xong rồi nha. Chuyển sang bài tiếp theo. Đó là bài số 9 cho chị Vân. Đây. Rồi. Bài số 9 thì cũng tương tự như cái bài số 8 thôi, khá là đơn giản. Nhưng mà chị sợ là các em mới học vậy nên các em cảm thấy là nó khó. Thế là nó không khó như các em nghĩ đâu, bây giờ mình cùng làm nhá. Em thấy là nó cho em cái số phức Z thỏa mãn cái tạp biểu thức này. Thế thì có phải là nhìn một phát em biết luôn là số phức Z đang thuộc một cái đường thẳng chưa? Chính là đường trung trực đó. Ở đây Z ngang mình hoàn toàn thể đổi với Z bằng cách là đổi dấu phần ảo. Sau đó ở đây em thấy là ở đây mình tất cả chị đã bảo là phải đưa về số phức Z trừ đi cái gì đó. Thì tóm lại là mình phải rút cái thằng này ra này. Mình rút cái thằng này ra. Thế có phải là em vẫn sẽ có được số phức Z trừ đi một cái gì đấy? Vẫn là khoảng cách từ một điểm. Còn cái số phức Z thuộc vào một đường. Thế min thì nó thuộc hình chiếu. Có hình dung được không? Có nhìn được đề bài mà suy luận nhanh như thế không? Thế làm nhá. Nào, nốt ruồi đầu tiên. Em sẽ khai thác xem là số phức Z của em đang thuộc cái đường thẳng nào. Thì em nhìn này. Từ cái đề bài ban đầu, mình sẽ suy ra là số phức Z của mình đổi dấu về số phức Z cho chị Vân. Bởi vì đề bài đang là Z ngang thì chỉ đổi dấu phần ảo thôi. Thì nó sẽ là trừ 1 trừ 2i. Được chưa? Thế có phải là ở đây em sẽ có cái điểm A hoặc là điểm O đi, là điểm 0, 0. Không có gì mà. Không có cái gì hết. Cái điểm bên này thì là số phức Z đang trừ đi cho cái gì? Thì ở đây chỉ có điểm Y là điểm 1, 2. Được chưa? Có phải là Z đang trừ đi cho 1 cộng 2 không? Đó. Mình phải quan tâm là số phức Z trừ đi cho số phức nào nhá. Thì mình mới lấy cái tọa độ điểm sau với cả điểm trước được. Nó mới đúng được, em hiểu ý ấy, chị nói không? Chứ mình không lấy, mình không phải là nó có cái số dấu gì mình lấy dấu đấy. Mình hiểu sâu bản chất. Thế bây giờ có phải là nó có thuộc vào đường trung trực của OI? Thì em sẽ có pháp tuyến. Pháp tuyến chính là bằng vector OI luôn. Cái chỗ này làm nhanh được không nhỉ? Biết là các em đã nắm rõ cái tư tưởng chưa nào? Ở đây em có điểm O cố định này, điểm Y cố định này. Cái thằng này thì chính là vector OM. Z của em chính là điểm M. Thôi được rồi, chị sẽ cứ làm lại cho các em hiểu bản chất. Z này chính là điểm M. O đằng sau chính là điểm O. Cái số phức 1 cộng 2Y này, nó chính là điểm Y. Đây chính là điểm M. Thế có phải là em lấy tọa độ đằng sau trừ tọa độ đằng trước thì đây là tọa độ của vector OM. Vẫn lấy tọa độ sau trừ tọa độ trước thì đây bên này là tọa độ của vector IM. Đó. Thế có phải là mình sẽ tương đương với là OM bằng bằng IM. Được chưa? Mà O của em cố định, Y của em cố định thì có phải là O của em đây, Y của em đây
M, ô M luôn bằng IM chứ có phải M thuộc đường vượt trường trung trực không? Đúng chưa? Viết phương trình đường thẳng thì mình cần pháp tuyến chính là vector OI và điểm đi qua chính là trung điểm của hai thằng đó. Ok, hiểu rồi đúng không? Thế em sẽ có là vector OI là lấy I trừ O 1 2 luôn. Điểm đi qua là trung điểm của thằng đấy thì chị Vân gọi trung điểm là M nhá. M bằng là tọa độ O cộng tọa độ I chia đôi bằng 1 phần 2, 1. Ok. Thế xong rồi em có được phương trình đường thẳng D thôi. Phương trình đường thẳng thì là A lần X cộng B lần Y. Trong đó A và B là tọa độ pháp tuyến. Thì đây, X cộng 2Y sẽ bằng này. Bằng thì cái bên game thay cái tọa độ này vào là 1 phần 2 cộng 2. 1 phần 2 cộng 2. Ờ đúng chưa ta? Đúng rồi. Bằng 5 phần 2. Make up cho phương trình đường thẳng D đẹp hơn thì nó sẽ là 2x cộng 4y trừ 5 bằng 0. Ok. Thế xong rồi cái biểu thức P của em. Biểu thức P của em, người ta bắt đi tính này thì là modulus của 1 cộng 2y nhân với cả số phức z cộng 11 cộng 2y, đóng modulus vào. Thế có phải là tất cả chị Vân đều bảo là phải đưa về số phức z trừ cái gì đó? Thì ở đây em có tính chất là modulus của một tích ấy, thì bằng là tích các modulus. Vậy em rút cái để nó thành z ấy, thì em phải rút cái này ra mà, đúng không? Thì nó sẽ thành modulus của 1 cộng 2y rút ra bên ngoài. Bên trong có phải là em đang rút cái thằng này ra ngoài thì em phải lấy cả cái thằng này em chia cho cái thằng đó, thì cái này chia cho 1 cộng 2y là nó là chính nó vẫn là z. Em bấm máy tính cho chị, 11 cộng 2y chia cho 1 cộng 2y. Thì nó sẽ ra được là 3 trừ 4y cộng 3 trừ 4y. Modulus của 1 cộng 2y của em thì nó bằng bao nhiêu? Căn của phần thực bình cộng phần dạng bình, căn 5 nhân modulus của z cộng 3 trừ 4y. Người ta yêu cầu là cái P của em phải là min. Y thì min đúng không? Thế mình dung này là cái căn 5 này nó nhân thêm vào cái modulus này thì nó sẽ không ảnh hưởng đến min max. Em có hình dung không? Cái min max của em chỉ phụ thuộc vào đây thôi. Vậy thì cái P này min khi mà chỉ khi cái module này min. Mà cái Z này chính là điểm M. Ở đây của em có một cái điểm nữa. Cái điểm này là cái điểm trừ 3, 4. Lý do là mình phải lấy dấu số phức này trừ đi cái gì đó thì mới ra được khoảng cách của cái đó. Thì phải để là trừ đi trừ 3 cộng 4y nhé. Thì có phải là đây là khoảng cách giữa điểm M và một điểm trừ 3, 4 nhé. Mà M của em lại đang chạy di động trên cái đường thẳng này, nó sẽ nhỏ nhất khi và chỉ khi nó là hình chiếu cho em. Và nó sẽ bằng khoảng cách từ cái điểm này đến đường thẳng kia luôn. Vậy P min của em bằng này, căn 5 nhân với cả này, cái thằng này min thì nó sẽ là khoảng cách từ cái tâm này, gọi là tâm gì nhỉ? Tâm A nhé. Tâm A, từ điểm A đến đường thẳng D. Và em lắp công thức tính khoảng cách vào là căn 5 nhân với cả trị tuyệt đối của 2 nhân này. Viết phương trình đường này ra, chỗ nào có x thì thay bằng đây, y thì thay bằng đây. 2 nhân âm 3 cộng 4 nhân 4 trừ 5 chia cho cái thằng căn của pháp tuyến bình phương là 4 này cộng 16 là 25 á. À 21, 20 ấy nhở. Ờ ảo giác, thị hơi ảo. Bấm máy tính đi, xem ra bao nhiêu nào. Căn 5 nhân với cả âm 6 này, âm 6 cộng 16 trừ 5, từ của em ra 5, 5 căn 5 trên căn 20. Đáp án của em là 5 phần 2. Hết bài.
Quay cho chị bạn đáp án gì? D. D. Ok, chuyển tiếp sang bài số 10. Bài số 10 của em nhìn một phát thì em thấy đây là đứng trực luôn. Z của em đang chạy tung ra thêm một đường thẳng. Module của thằng này nhỏ nhất. Nghĩa mình dung nhất, à lớn nhất. Tức là module của omega thì bằng là module của 1 trên Z. Module của 1 trên, à, module của số vực V kép ấy, bằng là module của 1 trên số vực Z. Thằng này người ta yêu cầu là mắc. Thế thằng này mắc khi và chỉ khi gì ạ các em? Ngày mắc này. Khi và chỉ khi cái module của số vực Z nó sẽ làm sao? Module của số vực Z sẽ phải min. 1 là một số không đổi. Nếu như em chia cho một thằng càng lớn thì cả cái này sẽ càng bé, đúng không? 1.000 ý mà chia cho càng ít người ấy, thì mỗi người sẽ phải có càng nhiều tiền lên. Vì thằng này muốn mắc à, thì cái này nó phải ít người thôi. Hiểu ý chị nói không? Đấy, vậy thì tóm lại là em đi tìm module của số vực gen min. Giống y như những bài trước mình làm. Những bài trước là nó có thêm một cái điểm ở đây. Thì ở đây thực chất mình cũng có cái điểm đấy. Đây chính là điểm gì? Điểm ô. Không có gì đằng sau mà. Thì là điểm không không. Nhìn không được không? Tức là ở đây của em là chính là ô M. M của em vẫn chạy theo một đường thẳng. Vậy thì nó bằng khoảng cách từ ô đến cái đường thẳng đấy luôn. Hết bài. Vậy tóm lại bây giờ em cần viết được phương trình đường thẳng. Nào em có gì đây? Em có ở đây là điểm viết nhanh quá nhá. Ở đây điểm A có tọa độ là -1, 1. Chị viết nhanh thế được không? -1, 1 luôn nhá. Phải đổi đánh dấu trừ mà. Còn điểm B của em ở đây nó đang để là -3y rồi. Vậy nó sẽ là 0, 3. Đó. Vậy thì vector pháp tuyến của em là vector AB sẽ có tọa độ là 1, 2. Còn điểm đi qua là trung điểm bằng A cộng B chia đôi. Nó sẽ là -1/2 và 2. -1/2 và 2. Em sẽ có được cái đường thẳng D luôn. Sẽ là x cộng với cả 2y bằng này. Bấm chị máy tính thế nào. -1/2 cộng 4 bằng 7/2. Nhân lên thì nó sẽ được là 2x cộng 4y trừ 7 bằng 0. Và cái thằng này min khi và chỉ khi nó bằng mẹ em này. Min của em thì bằng cái gì đấy? Bằng khoảng cách từ ô đến đường thẳng D. Nó sẽ bằng gì? Trị tuyệt đối của trừ 7 chia cho căn của 4 cộng 16 bằng 7 trên căn của 20. Thế thì đây này, cái thằng này nó sẽ nhỏ nhất bằng này. Thế bây giờ em lấy 1 trên thằng này xong. 1 chia cho là căn 20/7. Bấm chị máy tính căn 20/7. 2 căn 5/7 đáp án là A. Hết rồi. Xong. Ok, tiếp bài số 11 nha. Bài số 11 này người ta cho em khó hơn một chút ấy. Đó là cho module của một cái thằng này có bình phương này. Nhưng bên này lại như này. Thế thì em thực chất là em có thể nhìn thấy cái hình bóng là gì ở đây đấy. Em có nhìn được cái hình bóng gì đấy không? Hay em không nhìn được hình bóng gì? Thực chất là bây giờ nếu như mà chị đổi cái này thành x, ví dụ như là x bình trừ 2x cộng 5. Trời sao chị cứ mất tiếng ấy nhở? Không nói được ấy. Nếu như mà chị để thành x bình trừ x cộng 5 thì chắc chắn là bạn nào cũng sẽ biết là em phải tách ra đúng không? Em phải bấm nghiệm đúng không? Em bấm thử nghiệm nào. Bấm nút 922. 1 trừ 2, 5. Nghiệm của nó là 1 cộng 2y và 1 trừ 2y. Hay có phải là nó sẽ tách thành là, bình thường em có nghiệm là 3, 4 chẳng hạn, thì em sẽ tách thành là x trừ 3 nhân x trừ 4 ngày đúng không? Thế bây giờ nghiệm của em là như này thì em tách thành là z trừ thôi. Em có thấy là nó xuất hiện hình bóng không? Xuất hiện hình bóng chưa? Đó, vậy thì chỗ này sẽ tách như sau nhé. Tương đương này là cái thằng này bấm nghiệm ấy thì nó sẽ ra được như này. Hai nghiệm là cái này. Vậy thì
Phân tích thành nhân tử là mình lấy z trừ đi cái nghiệm đấy. Vậy z trừ đi nghiệm đầu tiên này thì có phải là z trừ 1 trừ 2y không? Đúng không? Z trừ đi nghiệm thứ hai thì có phải là z trừ 1 cộng 2y. Z trừ 1 cộng 2y. Đó. Bằng à? Xóa này đi nè. Bên kia thì các em để nguyên thôi. Module của z trừ 1 cộng 2y. Đóng vào này. Z cộng 3y trừ 1. Đó. Thế xong rồi đến đây thì các em sẽ giải như nào? Có phải là gạch cái này đi là xong không? Cho hai cái thằng này bằng bằng nhau. Ồ, ra phương trình đường thẳng hết bảng. Dễ thế. Quá là dễ luôn. Thế thì nếu mà các em làm thế thì các em sẽ bị lừa. Giống như kiểu làm bình thường ấy, thì nếu như bên này có x, bên này có x thì em không được quyền gạch hết x đi đâu, mà em phải rút x ra làm nhân tử chung. Ý của chị Vân là cái thằng này nó chưa khác không, nên khi mà em gạch đi nó chưa hẳn là đúng. Nó sẽ khiến em bị mất nghiệm. Có hình dung được không? Vì trong bài này nhá, mình sẽ suy luận như sau. Đó là hai thằng này bằng nhau, hai thằng này giống nhau rồi, thì có phải là trường hợp 1 ngày bằng 0 một phát thì là ngày bằng 0 mà, thì 0 nhân cái gì chả bằng 0, đúng không? Thì hai bên này bằng đều bằng 0 bằng nhau chưa? Vậy trường hợp đầu tiên đó là module của z trừ 1 trừ 2y của em bằng 0. Sở dĩ là module của cái này đều là module của một tích nên hoàn toàn mình có thể tách ra thành hai cái module nha em nhé. Đúng chưa? Module một tích bằng hai module nhân nhau. Đấy, trường hợp đầu tiên là module của z trừ 1 trừ 2y bằng 0. À, trừ 1 cộng 2y bằng 0 nhé, đúng không? Thằng này giống thằng này mà. Ok. Trường hợp số 2 là nếu mà ngoài cái trường hợp 2 này bằng 0 ra, tức là trường hợp ngược lại, tức là nó phải khác không đúng không? Khác không đấy, em gạch thoải mái. Em gạch vào đi. Thì có phải 2 thằng này sẽ bằng nhau không? Thì mình sẽ có là module của z trừ 1 trừ 2y à. Nó sẽ bằng là module của z cộng 3y trừ 1. Đó. Và đây em giải như bình thường. Cái con đầu tiên này thì có phải là khi em giải này bằng 0 thì em là sẽ có là số phức z của em bằng 1 trừ 2y. Thế thì khi đấy thì cái p của em ấy thay vào này, người ta yêu cầu là tìm ra trị nhân tích của p, thì cái p của em nó sẽ bằng là module của z, z là bằng 1 trừ 2y rồi thay vô, thì là 1 trừ 2y trừ 2 cộng 2y bằng bao nhiêu? Thế là bằng bao nhiêu nào? Bằng trừ 1, nhưng chị đối bằng 1 luôn. P của em bằng 1. Em để đây nhá. Và tí nữa mình sẽ so sánh thêm là với cái trường hợp dưới này thì P của mình có nhỏ hơn 1 hay không, hay lớn hơn, thì mình xem là trường hợp nào min thì mình lấy. Nếu bạn nào mà khuyết mất trường hợp này mà nó lại rơi đúng min vào trường hợp này thì đúng là toang. Đấy, vậy thì mình sẽ làm tiếp trường hợp 2. Đó là z của em thuộc vào đường đường thẳng. Trừ 1 là z của em bằng luôn cái số phức này, tức là nó là cái điểm 1 trừ 2 luôn. Còn cái trường hợp số 2 là z của em nó chạy di động trên một cái đường thẳng. Đúng nhá. Ở đây người ta vẫn đi tìm khoảng cách từ cái điểm này đến cái đường thẳng, đến cái đường thẳng đó đấy, đúng không? Nó lại quay về những cái bài trên đó. Thì em sẽ có là điểm A của em sẽ có tọa độ là mấy nhỉ? 1, 2, đúng không? Z trừ số phức này mà. Điểm B của em có tọa độ là, nhớ này, là phần thực trước phần ảo sau, đừng có bị lú lẫn cái điểm này nhá. Phần thực trước phần ảo sau thì nó sẽ là điểm B của em sẽ là 1 trừ 3. Thế mà các em bị đừng nhầm lẫn là bây giờ đọc 3, 1 là đi nhá. Z trừ đi mà, trừ đi số phức nào thì phải là trừ đi cho 1 trừ 3. Đó, sau đó mình có vector AB là vector pháp tuyến. Làm quen rồi mà, mình làm nhanh lên. 1 trừ 1 là 0, trừ 3 trừ 2 là trừ 5. Em sẽ có được trung điểm là điểm Y này. Lấy hai đằng cộng lại chia đôi. 1 cộng 1 chia đôi 1 là 2, 2 chia đôi là 1. Ờ, 2 chia 2 là 1 mà. Ờ, chỗ kia là trừ 1 phần 2. Và em sẽ có được cái phương trình đường thẳng D sẽ là 0x trừ 5y sẽ bằng là 5 phần 2. Em sẽ được là đường thẳng D sẽ có dạng là trừ 10y trừ 5 bằng 0. Đổi cái dấu lại, được chưa? Và rút gọn đi, tương đương với cả là y cộng 2y cộng 1 bằng 0. Đó.
Vậy em được cái đường thẳng là 2y cộng 1 bằng 0. Thế xong rồi xem nào. 2y cộng 1 bằng 0 thì có phải là cái P của em ấy, min, nó sẽ bằng là khoảng cách từ cái điểm này này. Điểm này là điểm 2 trừ 2. Khoảng cách từ điểm gọi cái đấy là điểm gì nhỉ? Điểm gì bây giờ còn điểm gì nhỉ? Điểm H nhá. 2 trừ 2 nhá. Khoảng cách từ điểm H đến đường thẳng D nó sẽ bằng, em thay rô, trị tuyệt đối của 2 nhân với cả trừ 2 cộng 1 đóng trị chia cho căn của 4 trừ 4 cộng 1 là trừ 3, trừ 3 phần 2, nhưng mà là 3 phần 2 vì có trị mà. Ơ thế hết bài. Thêm nhìn này, trừ 2 P min của em bằng 1,5, trừ 1 P min của em bằng 1. Vậy thì trong cả hai trường hợp ấy thì cái trường hợp 1 mà mình hay bị để quên này, nó mới là min. Vậy đáp án của bài này là mấy hả các em? Đáp án của bài này là 1. Đó. Bạn nào mà không làm trừ 1 hoặc là quên làm trừ 1 thì sẽ là gì? Sẽ là sai đó. Nhớ chưa? Ok. Hết bài rồi. Xong. Đặt. Chị em mình cùng chuyển tiếp sang bài tiếp theo. Xem bài tiếp theo là bài gì ta? Bài số 12. Bài này thì cũng dễ tiếp. Bài này làm quá quen rồi. Em sẽ có là đây thuộc đường thẳng này. Được chưa? Omega này, modulus của omega thì đóng modulus của cái này lại lại chia cho 1 cộng y chưa? Bài này làm nhanh để sau đáp án thôi nhá. Ok, nó rồi đầu tiên. Em sẽ có là mình gọi điểm A ở đây là mấy nhỉ? 0 trừ 2. Đợi chị phát, như con muỗi đốt rồi, ngứa quá. Đâu làm đâu ấy nhỉ? A đang hình như đang tìm điểm A. Điểm B của em phải có tọa độ là gì? Nếu là số phức z trừ đi thì nó sẽ có tọa độ là 1, 2. 1, 2. Ok. Em sẽ có viết được phương trình đường thẳng thì viết pháp tuyến này. Bằng vector AB này. Bằng điểm sau trừ điểm trước là điểm 1 này. 2 cộng 2 là 4. 1, 4. Không rút gọn được. Để nguyên. Điểm Y là trung điểm của AB thì là 1 phần 2, 0. Và từ đấy em sẽ có được phương trình đường thẳng D. Sẽ có dạng là x cộng 4y bằng mấy? Xem chị phân này là 1 phần 2. Tương đương với cả một phương trình đường thẳng đẹp hơn, đó là 2x cộng 8y trừ 1 bằng 0. Ok, đấy là cái phương trình đường thẳng D của số phức Z. Số phức Z sẽ thuộc và chạy trên đường thẳng này. Thế bây giờ người ta yêu cầu em là đi tính modulus. Modulus của omega của v kép p bằng modulus của số phức v kép thì nó sẽ bằng là lấy modulus 2 vế ở đây này em ạ. Hiểu không? Hiểu không? Đây lấy modulus 2 vế chỗ này nhá. Thì nó sẽ được là nó sẽ bằng là modulus của 1 cộng y đóng ngoặc này nhân với cả số phức z cộng 2. Nó phải min. Bây giờ chị sẽ khai triển cái thằng này ra trước. Thì có phải là chị bảo em tất cả đều được phải đưa về dạng là z trừ cái gì đấy. Thế bây giờ em phải rút cái 1 cộng y ra ngoài. Thì cái bên trong của em ý, nó sẽ còn là số phức z cộng với cả, bấm máy tính này, 2 chia cho 1 cộng y. Có phải ở đây em đang rút 1 cộng y ra ngoài mà, thì em phải lấy cả cái trong này chia cho 1 cộng y. Này chia cho 1 cộng y thì là z. Bây giờ lấy máy tính bấm 2 chia 1 cộng y đi. Nhớ phải chuyển sang chế độ mode 2 nhá. 2 chia cho 1 cộng y. Sẽ bằng là 1 trừ y. Em sẽ có là cộng 1 trừ y. Đó. Mà module của 1 cộng y, module của thằng này, căn của phần thực bình cộng phần đảo bình thì là bằng căn 2 rồi. Nhân với cả z cộng 1 trừ y. Thêm hình dung là cái thằng này nó min hay nó mắc ấy thì nó sẽ không phụ thuộc vào cái căn 2 này. Nó chỉ phụ thuộc vào đây thôi. Thì cái thằng này min thì cả thằng này sẽ min. Vậy thằng này thì lại là khoảng cách từ cái điểm, từ cái điểm gọi là điểm, còn cái điểm gì để gọi nhỉ? Chưa gọi điểm M đúng không? À số phức Z thì điểm M rồi. Thế gọi điểm gì?
điểm điểm V nhá, điểm vân nhá, thì nó sẽ là điểm vân này, nó sẽ có tọa độ là đây, ở đây phải là trừ không, thì có phải nó sẽ có tọa độ là trừ một một không em, đúng không? Trừ một một, ok. Thế có phải là nó sẽ cái khoảng D nó chạy trên đường này, V thì cố định ở đây, min khi và chỉ khi nó sẽ bằng là khoảng cách từ V đến đường thẳng đấy luôn, và nó min nó sẽ bằng này căn 2 để nguyên nhân với cả khoảng cách từ điểm V đến đường thẳng D, nó sẽ bằng là căn 2 nhân với cả trị tuyệt đối của viết cái đường thẳng đó ra rồi thay cái điểm V rô, thì nó sẽ là trừ 2 này em này, trừ 2 cộng 8 trừ 1 chia cho căn của 4 cộng 64, 8 bình 64, 2 bình là 4. Đó, bây giờ mình tính xem ra bao nhiêu. Trừ 2 trừ 1 cộng 8 là được là 5. 5 nhân căn 2 chia cho căn của 68. Đáp án là 5 căn 34 phần 34 các em ạ. Vậy chính xác là đáp án gì? Đáp án C. Ok. Vậy là xong bài số 12. Chuyển tiếp với chị Vân sang bài số 13. Bài số 13 này quen quen. Bởi vì là cái này không biết là đã chỉ cho các em một lần cái chọn bờ chưa. Nhưng mà cái này nó nhỏ hơn bằng này, và nó nhỏ hơn bằng, thì rất đơn giản. Các em cứ làm cái dấu bằng như bình thường nhá. Bây giờ các em đặt bút và làm cái dấu bằng như bình thường với chị Vân. Thôi chị sẽ hướng dẫn em cách để làm lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng như thế nào. Đó, thì cái giả thiết đầu tiên nó cho các em đó là đây. Đây, tô hơi quá. Đây. Vẫn quá. Lố, lố. Thế rồi, chị bị lố ở đây. Rồi, cái giả thiết đầu tiên là z trừ 1 trừ 3y nhỏ hơn bằng cái kia. Vậy thì em cứ viết phương trình thẳng như bình thường. Em đã có điểm A. Rồi. Điểm A của em sẽ có tọa độ là 1, 3. Có phải mình phải đổi thành trừ mà. Điểm B của em thì sẽ có tọa độ là 0, trừ 2. Ok. Cái điểm C bên này có tọa độ là trừ 1, trừ 3. Cái điểm D ở đây thì lại có tọa độ là mấy nhỉ? Các em đọc cho chị nghe. 0, 2. Ok. Ai mà đọc được theo đúng như tọa độ của chị Vân thì là cũng khá rồi đấy. Ý là cũng khá khá. Ý là nó phải đạt được cái yêu cầu đấy trong cái bài này rồi. Được chưa? Còn không đạt được thì là có vấn đề đó nha. Xem lại ngay lập tức nha. Thế xong rồi, có AB, có CD thì bây giờ mình viết phương trình đường thẳng thôi. Cái bước viết phương trình đường thẳng là bây giờ các em phải rất thạo rồi. Pháp tuyến của em là bằng AB này. Thế là lấy B trừ A trừ 1 trừ 2 trừ 3 là trừ 5. Trừ 1 trừ 5 thì mình sẽ làm cái pháp tuyến này đẹp hơn bằng cách mình nhân nó với cả âm 1 thì mình được vào 1 5. Được chưa? Cái điểm Y của em là điểm đi qua, nó sẽ có tọa độ là điểm đấy chia đôi 1 phần 2 và 1 phần 2. Wow, đẹp thế. Đẹp vậy sao? Đúng không ta? Đúng. Thế lại có được phương trình đường thẳng D. Đây nhá, cái thằng này là phương trình đường thẳng D nha. Còn phương trình bên này là phương trình D phẩy nha. Phương trình đường thẳng D của em sẽ có dạng là gì đây? X cộng 5y bằng, nào bấm thử máy tính xem nào, 1 phần 2 cộng 5 nhân 1 phần 2, 1 phần 2 cộng 5 phần 2 là bằng 6 phần 2 là 3. Bằng 3 em ạ. Tiếp theo mình sẽ có phương trình đường thẳng thứ hai, đó là phương trình đường thẳng D phẩy. Em lại có pháp tuyến của em chính là bằng vectơ CD, lấy D trừ C là 1, 2 cộng 3 là 5 tiếp. Ok. Điểm Y phẩy sẽ có tọa độ là lấy C cộng D chia đôi âm 1 phần 2. C cộng D chia đôi à? Âm 1 phần 2 tiếp. Thế nó sẽ có đường thẳng D phẩy của em. Nào, x cộng
5 y bằng này. Đang đến máy tính bấm nào. Trừ 1 phần 2 trừ 5 phần 2 âm 3. Vậy thì ở đây em đang có phương hai phương trình đường thẳng. Cách để tìm cái thằng nhỏ hơn và lớn hơn này, thì em vẽ cái phương trình đường thẳng đó lên mặt phẳng tọa độ cho chị. Đây, mặt phẳng tọa độ của số phức của em thì chỉ có là OXY thôi, được chưa? OXY nhá. Y này, đây là X này, đây là O này. Bây giờ em viết phương trình vẽ phương trình đường thẳng này. Thì đường thẳng của em được xác định như 12 điểm. Vậy là mình cần 2 điểm để mình vẽ được cái đường thẳng này nhá. Thì em lấy 2 điểm đẹp nhất thôi, em chọn. Ví dụ như là điểm 3, 0 chẳng hạn, đúng không? Điểm 3, 0 thay vào đây thỏa mãn chưa? Thỏa mãn, tức là em lấy điểm 3, 0 cho chị Vân. Để chị dịch cái này sang đúng cái tâm này để cho nó đẹp. Oh my god. Đợi chị một chút. Đó, ok. 3, 0. 3 là 3 ô ly nhá. Đây, đó là điểm này. Điểm thứ hai là điểm nào cho đẹp ta? Xem nào. Điểm, ví dụ điểm này là điểm 2 đi. Thì điểm này sẽ là mấy? Âm 7 à? Đúng không? Âm 7, 2 sẽ là điểm thứ hai mà chúng ta chọn. Có được không ta? Hay chọn 1 đi cho bé. Chọn đây là 1. Thì ở đây phải là âm 2, đúng không? Điểm âm 2, 1 sẽ thuộc cái này. Đúng, điểm âm 2, 1. Em lấy chị điểm âm 2 và 1. Âm 2 là đây, 1 là đây. Ok. Vậy em vẽ được phương trình đường thẳng đầu tiên đi qua 2 điểm là điểm này và điểm này. Nào vẽ đi nào. Úi giời ơi. Ok. Đây, đường thẳng đầu tiên của chị Vân đây. Xong chưa? Đây là phương trình thẳng D nhá. Em có tiếp phương trình thẳng D phẩy. Nó sẽ đi qua điểm trừ 3, 0. Trừ 3, 0 à? Đấy, là điểm này. Đấy, điểm thứ hai vẫn lấy cái thằng xem nào. Lấy đây là 2 đi. Hoặc là trừ 2 nhá. Lấy đây trừ 2 nhá. À trừ 1, sorry, chị vẫn lấy đây là trừ 1. Nếu như chị lấy đấy là trừ 1 thì nó đang là trừ 5. Thì ở đây là 2, đúng không? Nó đi qua điểm 2, trừ 1. Đi qua điểm 2, trừ 1 là cái chỗ này. Chỗ này, đây chỗ này. Đấy, đây là phương trình đường thứ 2. Ok, make up lại cho xinh gái nha. Xong. Đó. Vậy bây giờ trên màn hình của em đang là hình ảnh của hai phương trình đường thẳng D và D phẩy. Nhưng mà bây giờ người ta yêu cầu mình làm đúng cái dấu cơ. Ý là nó chỉ được lấy cái, nó cho như này, tức là mình chỉ được lấy một miền của một cái bờ đó, một bờ của cái miền đường thẳng thôi, chứ mình không được lấy tất. Ok không? Hiểu ý chị nói không? Thế thì bây giờ làm sao để mình xác định được là mình cần lấy cái bờ bên nào? Thì rất là đơn giản thôi. Nó có tính chất là nếu như này, có phải là bây giờ nhá, chị sẽ làm mẫu một đường trước rồi em làm cái đường còn lại này. Đó là bây giờ em đang có phương trình đường thẳng rồi, thì ở đây là dấu bằng. Bây giờ không phải là nó nhỏ hơn thì mình sẽ lấy phần dưới, được chưa? Không phải như thế đâu nhá. Không phải là nhỏ hơn mình lấy phần dưới đâu, mà mình phải thử. Ý là nó sẽ có tính chất là nếu như một điểm thuộc cái bờ này nó thỏa mãn cái thằng này, thì cả bờ đấy sẽ thỏa mãn luôn. Vậy em mới chọn cho chị xem điểm nào đẹp nhất để em thay vào cho nó xinh gái. Thế có rất vô số điểm những đẹp, nhưng mà điểm đẹp nhất của em chính là điểm 00 rồi này. Bởi vì khi thay vào ấy thì 00 là biến mất hết luôn. Còn khi em chọn bất kỳ một điểm đó khác ngoài điểm 00 thì bắt buộc em vẫn phải thay nó thành số phức. Ý là cái điểm nhất nên thôi em phải chuyển thành, ý là em phải chuyển nó thành số phức. Xong lại chuyển nó thay vào đây này. Ý là nó sẽ mất nhiều bước ấy. Có mỗi cái điểm 00 là em chuyển rất nhanh, nó là không hết luôn. Hiểu ý không? Thế rồi chị sẽ thử con không để xem nó có thỏa mãn cái này không nhá. Nếu nó thỏa mãn thì mình lấy cả cái thằng bờ đằng dưới này. Còn nếu nó không thỏa mãn thì mình sẽ không lấy cái bờ đấy mà mình lấy bờ ngược lại. Thế chị thay thử con không vào đây. Thì em nhìn này.
Không, thay vào đây thì cái bên này của em đang là module của 1 cộng 3y hay là trừ 1 trừ 3y cũng thế thôi. Thì nó sẽ là căn của 10, đúng chưa? Bên này là căn 10 nhá. Bên này là module của 2y thì nó chính là mấy? Căn của 2 bình là 4 là 2. Thế căn 10 thì không bao giờ có thể chuyện nhỏ hơn bằng 2 được. Thế là cái này, cái điểm không không nó sẽ không thỏa mãn cái tính chất này. Cái bất đẳng thức này. Nên là ấy, em sẽ không lấy cái bờ đó và em gạch hết cái bờ đó đi cho chị, được chưa? Em gạch cái bờ ấy đi. Đáng lẽ là chị Vân sẽ phải gạch gạch hết chỗ này này. Đấy. Gạch hết chỗ đấy. Nhưng mà hình dung là mình chỉ gạch đến đây thôi. Mình chỉ gạch đến đây thôi. Bởi vì là thế nào? Mình đang đi tìm tập hợp điểm biểu diễn của số phức. Số phức Z mà. Được chưa? Tập hợp điểm biểu diễn của số phức Z. Thì mình lấy cái bờ bên bên trên này. Đấy, số phức Z nó sẽ chạy đâu đấy trên đường thẳng này nhá, bởi vì nó có dấu bằng mà em. Nó vẫn sẽ chạy trên đường thẳng D này và chạy vu vơ ở đâu đấy trên đây. Vậy chị vẫn sẽ gạch cái thẳng bờ này đi, được chưa? Tiếp theo với cái đường thẳng ở dưới, tức là đường thẳng này, em vẫn có cái điểm đẹp nhất là điểm 0,0. Em thay thử rô. Thì cái chỗ này nó là căn 10, nó cũng không thể nhỏ hơn bằng 2 được. Nên nó cũng sẽ không lấy cái phần chứa cái thằng 0,0 này. Vậy nên là nó sẽ gạch cái phần trên này đi. Vậy thì cái số phức gì em? Cái số phức V kép đúng không? Cái số phức V kép của em nó sẽ chạy ở đây. Chạy trong miền này. Và trên cái đường thẳng màu xanh này. Thế em hình dung này. Cái người ta hỏi em là giá trị nhỏ nhất của biểu thức P bằng Z trừ Omega. Tức là khoảng cách giữa hai điểm ấy, điểm đằng sau trừ điểm đằng trước thì là độ dài của cái vector đó đó. Thế xong rồi thì tóm lại đó là khoảng cách của hai điểm đấy. Thì em hình dung nó nhỏ nhất đúng không? Thế một thằng thì chạy vu vơ ở đây. Càng ra xa thì sẽ khoảng cách làm sao mà nhỏ nhất được. Thế có phải là nó sẽ nằm ở trên đường D là nhỏ, là gần nhất à? Xong rồi cái thằng kia nó cũng nằm trên đường thẳng D là gần nhất. Và ấy, cái khoảng cách gần nhất thì phải là bằng luôn cái khoảng cách của hai cái đường thẳng này với nhau. Mà có một điều rất đặc biệt trong bài này, đó là hai đường thẳng này của em song song. Đề bài người ta đã tính sẵn hết rồi. Được chưa? Người ra đề mới là người khó, nhớ nhá. Vậy thì tóm lại này, sau khi em nhận ra được điều đấy thì em sẽ suy ra được là biểu thức P của em mà min khi và chỉ khi P min của em bằng luôn khoảng cách giữa D và D phẩy. Thì khoảng cách giữa hai đường thẳng song song ấy, thì nó bằng luôn khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên cái đường này đến cái điểm cái đường đường bên này luôn. Vậy thì em có thể lấy một điểm bất kỳ trên đường này, em tính khoảng cách đến cái đường D phẩy này hoặc là ngược lại, tùy, thấy chưa? Vừa nãy thì trong bài này chị đã lấy cái điểm để mình vẽ thì mình đã lấy cái điểm sẵn rồi. Thì ở đây mình có cái điểm là mấy 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 đây, 30 nhá. Chị sẽ đi tính tính khoảng cách từ cái điểm điểm này gọi là điểm gì? Cho điểm này có tên gọi là H đi nhá. Nó sẽ bằng khoảng cách từ H đến đường thẳng D phẩy. Được chưa? H của em thì có tọa độ là 30 thay vào D phẩy đi nào. Trị tuyệt đối của 30 đúng không? 3 cộng 3 chia cho căn của 1 cộng 5 bình là 26. Vậy là ra là 6 chia căn của 26. Em bấm máy tính 6 chia căn 26 bao nhiêu? 6 chia cho căn 26 được là bá căn 26 phần 10 bá. Đáp án là D. Hết bài rồi, xong rồi. Done. Xong. Đấy là bài số 3, cũng là kết thúc cho dạng vấn đề 1 của em. Đan luôn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang vấn đề số 2 nhé. Và trước hết thì chị sẽ nói qua lại cái phần lý thuyết cho các em nghe. Đây. Lý thuyết của vấn đề số 2 đó là min max giữa một điểm và một đường đường tròn. Chị sẽ để nó vừa đủ trong một cái màn hình như này. Thì em hình dung này. Min max giữa một điểm và đường tròn thì đây có một cái đường tròn của em. Được chưa? Điểm A là một điểm cố định, điểm M là một điểm di động tượng trưng cho một cái số phức Z ấy, nó đang chạy di động trên cái đường tròn này. Và người ta đặt câu hỏi là khi nào thì cái AM nó lớn nhất và khi nào thì AM nhỏ nhất. Thì ai cũng biết được là A cố định ở đây rồi thì M ở chỗ này nó sẽ là làm sao? Là nhỏ nhất. Và M ở chỗ này thì nó sẽ là làm sao? Lớn nhất, được chưa? Ok không em? Đó.
cái điểm A của em thì nó có tận hai tình huống là A của em có thể nằm bên trong hoặc là nằm bên ngoài cái đường tròn. Trong trường hợp A nằm bên trong thì có phải là M đây sẽ là nhỏ nhất này, M đây vẫn là lớn nhất không em? Vậy thì mình thử xem nhé. Trong cái trường hợp 1, AM của em nhỏ nhất là chỗ này, thì AM của em có phải bằng là cái độ dài AI. Tại sao lại lấy AI? Bởi vì AI cố định, tâm Y cố định, điểm A cố định, vậy sẽ tính được AI luôn cố định. Mình sẽ quay nó về những cái thằng đơn vị cố định đó, đó là AI cố định này và R. Đó. Thì AM của em thì có phải lấy AI này, trừ đi cho thằng bán kính không? Max thì nó sẽ bằng cái đoạn này, tức là bằng đoạn AI cộng với cả bán kính. Trong trường hợp A nằm ở trong đường tròn như thế này thì cái thằng AM này của em là min này, nó sẽ bằng cái đoạn AI hoặc là em lấy cả R trừ đi đoạn AI. Đó, thì nó sẽ ra đoạn min. Đoạn max của em thì là đây. Đoạn max của em là chỗ này này. Thì nó sẽ là bằng bằng gì đấy? Bằng AI cộng với cả R. Vậy thì em so sánh cả hai tình huống này. Bây giờ nếu mà mình để cả hai trường hợp cứ trong ngoài này thì mình sẽ không biết làm thế nào. Chả lẽ mình lại phải đi xét xem là nó nằm trong hay nằm ngoài, đúng không? Thì khó lắm. Thế em sẽ đúc kết cho chị một, nhớ một cái tính chất như sau. Đó là cứ mắc này, nhìn mắc này, mắc trường hợp nào cũng như nhau, đều bằng là gì? Cái điểm A cố định này, điểm Y là tâm, tính AI cộng với cả R là xong, là ra mắc, được chưa? Còn min ý, thì em chỉ cần kẹp chỉ tuyệt đối vào là xong. Em lấy AI em trừ đi cho thẳng bán kính hết bài. Đấy là lý thuyết. Sau đó bây giờ mình sẽ chuyển sang phần bài tập chữa nốt là xong. Câu đầu tiên của vấn đề số 2. Các em đọc đề bài cho chị Vân câu số 14. Xét các số phức z thỏa mãn cái này. M nhỏ và M lớn tìm min max đúng không? Tìm min max. Thì đây này, em nhìn này. Đây là số phức z với cả điểm O đúng không? Là khoảng cách từ điểm O đến số phức z. Nhưng mình phải xem là cái số phức z nó thuộc ở đâu. Thì em nhìn ở bên này nó là một số thì chắc chắn là số phức z sẽ thuộc đường tròn. Nó khác với những cái bài trên này, nó cũng là khoảng cách giữa một điểm đến cái số phức z đó. Nhưng cái số phức z nó lại thuộc một đường thẳng cơ. Đây này, nhìn thấy không? Đúng không? Đấy, em thấy không? Phân biệt được sự khác nhau chưa? Bây giờ nhìn vào đề bài là biết được dạng nào chưa? Dễ đúng không? Dễ mà. Dễ như ăn kẹo. Thế bây giờ mình sẽ phân tích từ từ và lần lượt thôi. Thế đầu tiên là em biết là mình sẽ tính khoảng cách từ điểm O đến cái số phức z rồi. Thì bây giờ chắc chắn sẽ có mỗi cái giả thiết này để em khai thác. Đó là em xem là số phức z của em đang thuộc cái tập hợp điểm gì. Thì bây giờ em thấy là chị bảo là tất cả đều phải đưa về số phức z trừ đi cái gì đó. Thì ở đây em phải chia cho Y. Vậy ở đây em phải rút cái Y ra ngoài. Em rút cái trừ Y ra ngoài luôn cũng được. Em rút cái một đun của trừ y ra ngoài thì bên trong em sẽ phải lấy tất cả cái đấy, tất cả cái chỗ này em chia cho trừ y, vậy thì cái bên trong của em nó sẽ còn là số phức z thôi. Em bấm máy tính 1 chia trừ y, chị Vân xem, 1 chia trừ y thì sẽ là y, vậy là cộng y, đóng mô đun vào bên này vẫn là 1, bởi vì cái bên này mình không làm gì cả, mình chỉ rút cái trừ y bên này ra thôi. Đó, thêm mô đun của trừ y thì là căn của phần thực bình cộng phần hạ bình. Thì nó là 1 thôi. Đúng không? Đúng không? Module của trừ y. Rồi, 1. Căn của phần thực bình cộng phần hạ bình. Phần ảo là âm 1 đó. Âm 1 bình lên thì vẫn là 1 thôi. Thế em sẽ có là tương đương là số phức z cộng y thì bằng 1. Dẫn đến việc là đọc được luôn này. Đọc được luôn, nó còn dễ hơn cái đoạn đường thẳng. Đó là số phức z sẽ thuộc vào đường tròn tâm y. Được chưa? Thuộc vào đường tròn tâm y nhá. Bán kính là 1. Đây là cái tâm của em sẽ có tọa độ là 0 trừ 1. Với tâm y có tọa độ là 0 trừ 1. Lý do là em phải để đây là dấu trừ cơ. Hiểu ý không? Đó, nên nó sẽ có tọa độ như này. Bạn nào mà chưa biết cách đọc tọa độ như này thì quay lại viết mà tập hợp điểm biểu diễn để xem nhé. Thế xong bây giờ em đi tìm P. P chính là mô đun của số phức z. Đó. Đợi chị xem nào. Ok. P là mô đun của số phức z. Thì có phải là nó chính là khoảng cách từ điểm O ấy, đến cái điểm M. Z chính là đại diện ở điểm M. Thế bây giờ M của em đang chạy trên một cái đường tròn tâm như này. Điểm O thì đang chạy ở đâu đó khác. Vậy nó là dạng từ điểm đến đường. Vậy áp dụng đúng cái lý thuyết thôi.
cái lý thuyết mà vừa nãy chị có ghi rồi đó, em có thể bao lại hoặc là tua lại. Thì em sẽ có là max, P max của em sẽ bằng là gì? Vẽ một cái hình ra, không cần biết nằm trong hay nằm ngoài, bởi vì là nằm trong hay nằm ngoài thì công thức giống nhau. Vậy thì em cứ vẽ đại diện một cái hình ra, xong em tưởng em suy công thức, có hiểu ý tưởng chị nói không nhỉ? Đấy, thì đây là min của em này. Min của em là từ đây đến đây, đúng không? Đây điểm O nhá, min của em từ đến đây thì nó bằng là OI trừ đi cho R. P max của em, P min trước nhá, bằng làm OI trừ đi cho R có trị tuyệt đối. Nhớ là cái min thì sẽ có trị tuyệt đối nhá. Còn max của em thì nó sẽ bằng là OI cộng với cả R. Đó, OI cộng với cả R. Thế OI của em thì lấy tọa độ điểm I trừ tọa độ điểm điểm O thì là 0 âm 1 rồi. 0 âm 1 mà mình tính độ dài của cái đấy là mình lấy căn. Căn của hoành bình là không bình cộng với đây, căn 1 là 1, độ dài là 1 luôn. Thế thì nó là 1 cộng với cả R, R của chúng ta cũng là 1, vậy nó bằng 2. Cái này là 1 trừ đi cho 1 thì nó là 0 hả? Wow. Vậy thì sẽ ra được min max. Vậy thì tính 2020 trừ đi cho m lớn là 2018. Đáp án là gì em? C. C. Đây. Đó, xong. Ok, tiếp tục sang câu số 15 thôi. Câu số 15 thì em nhìn chị Vân như nào nhỉ? Ý là mình sẽ có một cái cách để nhìn qua đề bài ấy, xem là nó dạng gì nhá. Thì đây, nhìn một phát biết số phức z đang thuộc một đường tròn luôn. Tâm là 2 3 bán kính là 1, được chưa? Đọc nhanh thế được không? Bây giờ z ngang của em mình phải đưa về z, thì nó cũng là khoảng cách giữa một điểm đến một cái số phức đấy. Thì cái số phức của em đang chạy trên một đường tròn. Mẹ, đây là mình nhìn được luôn, đây là dạng điểm và đường đường tròn. Thế mình sẽ khai thác cái số tập hợp điểm biểu diễn của số phức z trước. Thì em sẽ có là số phức z, vì là nó có cái này này, vì nó có cái giả thiết này này, nên là mình sẽ có được luôn là cái số phức z của em thì thuộc vào đường tròn tâm y bán kính là một luôn, với tâm y của em sẽ có tọa độ là 2 và 3. Đó. Thế xong rồi em khai thác tiếp đến cái giả thiết tiếp theo là P. P của em thì bằng là modulus của z ngang cộng 1 cộng y. Nhưng mà chị bảo là phải đưa về z trừ cái gì đó. Vậy sẽ đưa về z thì chỉ cần đổi dấu phần ảo mà thôi. Vậy nó sẽ thành cộng 1 trừ y. Vậy đây là khoảng cách từ cái điểm A nào đó đến một cái số phức z, tức là từ điểm A đến cái đường tròn này, thì mình sẽ suy ra luôn max min. Ở đây mình sẽ có là điểm A của em sẽ có tọa độ là trừ 1, 1. Bởi vì mình phải để ở dạng trừ mà. Trừ mà thì nó sẽ thành là trừ 1, 1. Cái điểm này nó có tọa độ là trừ 1, 1. Vậy thì em sẽ có này, max của em, P max của em nó sẽ bằng là gì? Vừa thuộc công thức bên trên xong, đó là A, cái điểm đấy, cái điểm này này đến cái tâm là AI cộng với cả R. Còn P min của em thì nó sẽ bằng là trị tuyệt đối của AI trừ R. Thế AI thì tính được không? Nào tính cho chị con AI nào. AI tính bằng bút xanh ở đây nhá. AI là lấy y trừ A 2 cộng 1 là 3, bình phương lên là 9, căn của 9. Cộng với cả này. Này trừ này, à nhầm, cái này trừ cái này. 3 trừ 1 là 2. 2 bình lên là 4. 9 4 là căn 13, vậy nó sẽ là căn 13 cộng với cả R đang là 1. Và căn 13 trừ 1. Đấy, đáp án của em là B. Xong. Thực chất là cái câu này nó cũng sẽ có một cái cách làm nhanh hơn nữa cơ. Đó là sử dụng bất đẳng thức module. Nhưng mà bây giờ em mới học thì giới thiệu luôn, sợ em sẽ ngợp với cả em sẽ bị lẫn lộn giữa các cách với nhau. Thì thà cứ dạy em một cách xong em biết làm thì còn tốt hơn. Đó, thì sau này nhá, nếu mà em bờ rồ hơn thì chị vẫn sẽ dạy em cách đấy. Ok không? Bây giờ mình cứ biết làm được đã. Quan trọng nhất lúc mới học là mình phải biết làm đã. Chứ còn mình mới học mà mình cứ đua đi xong cuối cùng cách nào cũng biết, nhưng mà cuối cùng lại chẳng biết làm bài. Đến lúc mà làm thì không biết áp dụng cách nào thì cũng đi đó.
Vậy chị sẽ áp dạy các em làm được bài đã nhá. Còn cách kia thì khi nào mà các em thuần thạo rồi, nó quen rồi, làm siêu rồi thì chị sẽ dạy thêm để cho các em làm nhanh hơn. Thế mà nhìn vào đây, bây giờ mình lại phải biến đổi xem tập vận điểm về dãy số vức là gì này. Đấy. Xong rồi đi tính p-min. Thế thì em khai thác cái giả thiết đầu tiên nhá. Nào, nốt ruồi đầu tiên em sẽ có là chắc chắn là mình phải đưa về dạng là số vức z trừ cái gì đấy. Vậy nên tất cả chỗ này mình phải lấy nó chia cho 1 cộng cộng y. Vậy em sẽ có là module của 1 cộng y vứt ra ngoài này. Bên trong sẽ còn là số vức z. Em lấy máy tính bấm vào chị Vân là 1 trừ đi cho 7y chia cho 1 cộng y bằng bao nhiêu? Trừ 3 trừ 4y. Đó. Cái này nó bằng căn 2. Module của 1 cộng y thì cũng chính là căn 2 luôn. Căn của phần thực bình, của phần đảo bình. Vậy nên là căn 2 chia căn 2 là 1. Vậy em sẽ có là số phức z trừ 3 trừ 4y bằng 1. Và em sẽ có là số phức z của em thuộc vào đường tròn. Đường tròn tâm y có tọa độ là 3, 4. Bán kính là 1. Ok. Thế tiếp theo là nó hỏi em là cái P max và P min. P của em thì bằng module của số phức z, thì chính là khoảng cách từ điểm O, đúng không? Max này bằng, và P min bằng, nó chính là khoảng cách từ điểm O đó em. Có không có cái gì đây thì là điểm O này. Đến cái đường tròn này này thì nó chính bằng là gì? OI cộng R và OI trừ R đóng trị tuyệt đối. OI cộng R thì nó chính là gì nào? OI thì em lấy tọa độ Y trừ độ O, nó chính là tọa độ Y luôn. Căn của X bình cộng Y bình thì là 5. 5 cộng 1 thì là bằng 6. 5 trừ 1 thì là bằng 4. Vậy em lấy thằng to trừ thằng nhỏ, bởi vì nên nó bằng thằng to trừ nhỏ là ra 2. Đoán là gì? A. Ok, tiếp chuyển sang câu số 17. Cũng thế, dễ. Bây giờ các em làm cái bài này quen lắm rồi. Nó sẽ đỉnh cấp rồi. Đây. Số phức z trừ đi số phức omega. Mình cứ làm từ từ nhá, cứ làm lần lượt nhá. Em sẽ có là bước đầu tiên mình sẽ đi tìm tập hợp điểm biểu diễn của số phức z trước đã. Nào, nó ruồi đầu tiên. Make up cho đẹp nào. Thế ở đây em đang có là phải đưa về là z trừ đi cái gì đó. Thì ở đây cái này nó đang gắn cả cái thằng 1 cộng y và 1 trừ y này với cái z. Thì em rút cả cái 1 cộng y và 1 trừ y ra ngoài. Hiểu ý đúng không? Hoặc là em có thể bấm máy tính trước là 1 cộng y chia cho 1 trừ y là bằng bao nhiêu? Thì nó bằng là y. Vậy cái này chị có thể viết đẹp lại nó là yz cộng 2 được không? Đúng không? Nó chỉ dọa mình thôi mà. Đúng dọa luôn. Đúng ảo luôn. Thì em hình dung này, em hình dung cho chị Vân như sau. Là ở đây ấy, cái biểu thức P của em nó đang là giữa cái điểm M và điểm gì đó, tức là giữa cái số phức Z và số phức Omega. Thì mỗi cái số phức này nó đại diện cho một điểm. Thì em phải đi tìm tập hợp điểm biểu diễn của số phức này đã. Ý là thằng này đang chạy trên đâu? Thằng này đang chạy trên đâu? Thế đang chạy trên hai cái khoảng như thế, ví dụ trên này như thế này chẳng hạn, thì nó ở cái vị trí nào nó sẽ là nhỏ nhất? Có hình dung được không? Thế tóm lại là em phải đi tìm tập hợp điểm biểu diễn của hai thằng này. Thì tí nữa ấy, em cũng sẽ phải nghĩ hướng là mình sẽ phải lấy module của hai thằng này. Đó. Tóm lại là mình đi tìm xem là Z đang chạy trên đâu, Omega đang chạy trên đâu thôi. Thế cái Z thì dễ ợt rồi, nó chỉ dọa một tí thôi. Bây giờ quay về dạng cơ bản thế này, rút module của Y ra ngoài. Thì như những bài trước thì chị Vân có ghi hẳn là module của Y. Nhưng mà trong bài này thì thôi, mình hiểu luôn là module của Y là 1 rồi thì viết làm gì nữa. Nên là mình sẽ bằng luôn là số phức Z này. Em làm máy tính bấm cộng 2 chia cho y. 2 chia cho y là trừ 2y. Vậy nó ra như này. Được chưa? Vậy nó sẽ tương đương là cái số phức z của em ấy, nó sẽ thuộc vào cái đường tròn tâm tâm y nhá. Tọa độ của tâm y là mấy? Tọa độ của tâm y là 0, 2. Tâm là gì ta? À tâm là y rồi, bán kính là 1. Ok. R 1 biết hẳn à. Tâm là 0,2, bán kính là 1. Ok. Thế đã tìm xong tập hợp điểm biểu diễn của số phức Z. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi tìm tiếp tập hợp điểm biểu diễn của số phức gì? Omega.
Thế thì em phải lấy module thôi. Module của số phức. Sao chị cứ đọc cái này omega? Ngộ lý. Số phức V kép. Số phức V kép thì là lấy module của IZ. Vậy thì như bình thường mình làm đó, là em sẽ phải vứt cái y đi, mình sẽ chỉ để là z thôi. Vậy thì em sẽ có là mình vứt cái y ra bên ngoài nhá, thì nó sẽ như này đúng không? Được chưa? Module của y là một rồi, vậy nó bằng luôn module của số phức z. Ô, module của v kép và bằng module của số phức z. Wow. Nếu mà nó ra như này thì chị khuyên là nên quay xe. Lý do là bởi vì em nhìn này này. Vừa nãy chị có bảo với em là đi tìm tập hợp của thằng này nằm trên gì, thằng này nằm trên gì đúng không? Nhưng mà thằng này chẳng biết nằm trên gì cả. Chịu luôn. Hiểu ý không? Thì bây giờ mình sẽ làm như này này. Đấy. Quay xe thôi chứ còn gì nữa, quay xe vội. Cái P của em sẽ khai thác luôn cái P đó chị. Khai thác luôn cái P này. Nó bằng là số phức Z trừ đi omega đúng không? Đến em thay cái con omega vào là ngon. Đấy thì nó sẽ thành là số phức Z trừ đi omega thì bằng iz, phải thay iz vào đây. Như này này. Đó. Thế là xong. Thế bây giờ mình rút cái số phức Z ra ngoài làm nhân tử chung. Có hiểu ý tưởng không nhỉ? Em sẽ bằng như sau nhé. Rút cái số phức Z ra ngoài làm nhân tử chung này, bên trong còn 1 trừ y chưa? Đó. Thế xong rồi chị bảo là thường mình sẽ để là số phức Z trừ đi cái gì đấy thôi. Thì cái 1 trừ y này hoàn toàn mình phải đưa nó ra ra bên ngoài. Vậy nó sẽ bằng là module của 1 trừ y nhân với cả module của số phức Z. Thế module của 1 trừ y thì là bằng căn 2 nhân module của số phức Z. Thì em nhìn đây, hình dung đây. Bây giờ P của em nó bằng cái này, đúng không? Mà em lại biết tập hợp điểm bình dẫn của số phức Z nó nằm ở đâu rồi. Vậy thì hết bài rồi, nó chính là từ điểm O đến cái số phức Z đang nằm trên một đường tròn này. Hiểu ý không? Vậy thì bài này nhá, không nên khai thác xem số phức V kép nằm ở đâu. Ok chưa? Ok. Rồi tóm lại này, cái P max của em P max của em thì nó bằng là căn 2 nhân với cả cái thằng module của số phức Z max, tức là khoảng cách từ O đến cái đường tròn đấy phải max. Thì chị đã bảo rồi, công thức của nó sẽ là R cộng với cả OI đấy, cái tâm á. Rồi. Còn P min thì nó sẽ bằng là căn 2 nhân với cả trị tuyệt đối của R trừ đi OI. Bằng nha. R của em thì là 1 rồi. OI của em thì là OI của em thì chính là 2 rồi. Nhìn chưa? Nhầm nhanh vào nhá. Sẽ là căn 2 nhân với cả R là 1 cộng với cả 2. Min thì là căn 2 nhân với cả 1. OI thì dài hơn à? Thế là lấy OI trừ đi. Thế này 2 trừ đi cho 1. Thế thì min của nó sẽ bằng căn 2, max của nó là bằng 3 căn 2. Ok luôn. Xem nào, xem cái đáp án ra bao nhiêu. Nó hỏi gì? Nó hỏi lớn nhất. Ôi, nó hỏi lớn nhất thôi em ạ. Đáp án 3 căn 2. Đáp án là SEC. Ok. Xong. Tiếp theo chuyển cho chị Vân sang bài số 18. Còn bao nhiêu bài nữa? 18, 19. Tầm 5 bài nữa là hết rồi. Cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên các em ơi. Câu số 18. 18 bảo gì? 18 nó cho mình cái này nhìn được luôn này. Số phức Z1 thuộc đường tròn tâm là 1 trừ 1. Bán kính là 1. Được chưa? Z2. Thế bài này giống như bài trên à? Bài này mình cũng nên thay đúng không? Mình cũng không nên đi tìm tập hợp điểm bình dẫn của số phức Z2. Đây, bây giờ em có nhá. Z1 đọc luôn này. Z1 đọc luôn. Z1 thuộc vào đường tròn tâm Y bán kính 1 trừ 1 R bằng 1. Hết bài. Đấy là số phức Z1. Đúng nhá. Đúng rồi. Bây giờ em sẽ có khai thác tiếp đến cái con P của em. Con P của em nó bằng là 2 lần Z1 trừ đi cho Z2. Bằng này. 2 lần Z1 thì cứ để nguyên nhá.
Chị Vân sẽ thay cái Z2 kia thành là trừ đi cho 2y của Z1. Đến đây thì mình sẽ làm sao? Mình rút cái thằng 2Z1 ra ngoài. Để như này này. Hoặc là thôi chị Vân chỉ rút Z1 ra ngoài thôi. Thì nó sẽ được là số phức Z1 nhá. Bên trong nó sẽ còn là 2 trừ đi cho 2y như này đúng không? Thế có phải là em sẽ tách ra nó thành hai cái module không? Thành là module của 2 trừ 2y đấy, module của một tích ấy, thì bằng tích các module đó. 2 trừ 2y nhân với cả module của Z1. Thế module của 2 trừ 2y thì 4 cộng 4 căn của 8, 2 căn 2 à? Đúng không? Căn của phần thực bình cũng phải là bình mà đúng rồi, 2 căn 2 nhân với cả module của Z1. Vậy thì thực chất là cái P này của em nó chính là phụ thuộc vào cái nó mắc hay min, nó phụ thuộc vào module của Z1. Và Z1 nằm trên này, có phải là vẫn từ điểm O đến cái đường tròn không em? Vẫn là khoảng cách từ một điểm đến một đường. Vậy thì cái này nó min, P của em min, nó sẽ bằng là 2 căn 2 nhân với cả này. Min thì cái công thức của nó trị tuyệt đối của O với cả cái tâm. Bởi vì cái điểm không có chỗ này là điểm O nhá. Cái tâm của mình là OI, OI trừ R. Rồi, giờ tính riêng cho chị Vân cái OI ra. Cái OI của em thì là đây, căn của 1, 1, một bình cộng một bình đó thì là bao nhiêu ta? Là căn 2. Vậy đáp án là 2 căn 2 nhân với cả này, OI là căn 2 trừ đi cho 1. Vậy là mấy? Đáp án của em sẽ là 4 trừ 2 căn 2. Đáp án là C. Nhiều C vậy ta. Vậy câu 18 đáp án là C nha. Sao? Dễ không? Dễ đúng không? Dễ quá trời, quá đất. Ok. Sang câu số 19. Các em, cho số phức Z, thỏa mãn Z không phải là số thực, cho số phức V kép là số thực. Ok, số phức V kép như này. Tìm giá trị lớn nhất của P max bằng cái này. P nó không có cái dạng giống như những bài trên mà chị em mình đã làm. Nó không có dạng như kiểu là module bằng R này, hoặc là hai cái module bằng nhau này, mà nó lại liên quan đến số thực với cả không phải số thực. Thì thường những bài mà số thực và không phải số thực này này, thì thường mình sẽ đặt x cộng y em ạ. Đặt số phức z bằng x cộng y. Đó. Số phức z này của em thì không phải là số thực, thế nên là y của em, điều kiện của nó phải là khác không? Không phải là số thực mà, tức là nó phải có phần ảo. Phải có phần ảo thì bắt buộc là cái y này của em phải khác không rồi. Được chưa? Thế cái số phức V kép của em ý, thì bằng là Z chia cho 2 cộng với cả Z bình phương. Thì có phải là chị Vân lại thay Z bằng X cộng YY nhá. X cộng YY chia cho 2 cộng với cả X cộng YY bình phương. Ô, V kép của em ra được như này. Thế xong bây giờ em phá khai triển nó ra nhá. Nghĩa là muốn nó là số thực ấy, muốn cho nó là số thực thì em phải có được phần ảo riêng và phần thực riêng á, phần thực riêng. Muốn là số thực thì cho phần ảo không, nhưng ở đây phần thực và phần ảo đang lẫn lộn với nhau thì mình phải khai triển tiếp. Có hiểu không? Vậy là x cộng y chia cho này. Cái mẫu của em thì là 2 cộng với cả x bình cộng với cả 2xy nhân y cộng với cả y bình, y dài bình, y ngắn bình. Nhưng mà y bình của em thì bằng trừ 1 nên nó sẽ là trừ y bình như này. Đúng chưa? Ô sơ kê. Thì đây thực chất là ở dưới mẫu của em cũng là một số phức, ở trên tử của em cũng là một số phức. Đến đây sẽ rất nhiều bạn không biết giải và dừng lại. Nhưng mà đừng sợ các em. Ở đây đơn giản nó đang là hai số phức chia nhau. Mà khi mà các em đã học rất chắc cái nền rồi, hai số phức chia nhau thì em sẽ nhân cách để thực hiện một phép chia số phức đó là nhân cả tử và mẫu với một gì? Nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu, đúng không? Thì khi đấy cái mẫu của em ấy nó sẽ là thành a bình trừ b bình này. Thì nó sẽ mất cái số phức đi. Cái mẫu của em nó hoàn toàn chỉ còn là số rồi. Có hình dung được không? Khi mà mình thực hiện nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu thì nó sẽ mất đi cái cái mẫu của em nó sẽ trở thành một số. Thì
Đến đây em thực hiện phép chia đấy nhá, em làm như chị Vân bảo nhá, là em nhân cả từ và mẫu với cả biểu thức liên hợp của mẫu đúng không? Thế mình dùng này, cái này của em nó đang là phần thực, cái này của em mới là phần ảo. Vậy cái biểu thức liên hợp của mẫu thì nó phải là 2 cộng x bính trừ y bính trừ 2xy y. Vậy thì cái phép chia này của em nó sẽ bằng này. Nó sẽ bằng là x cộng y y là tử nhá, nhân với cả biểu thức liên hợp của mẫu là 2 này, cộng x bình này trừ y bình này trừ đi cho 2xy y. Ok. Đấy sẽ là cái gì? Cái tử mới của em. Cái mẫu của em thì nó sẽ thành là thực bình cộng ảo bình. Đúng không? 2 cộng x bình cộng à trừ y bình trừ đi cho ảo bình là 2 x y tất cả bình phương. Đó. Đúng này chưa? Ô sợ kế. Rồi, thế thì bây giờ chị chỉ cần quan tâm là cái số này nó là số thực thì mình cho phần ảo bằng không là xong. Thế cái phần ảo ở đâu? Phần ảo ở đâu? Đơn giản cái mẫu này là một số rồi nhá. Phần ảo sinh ra từ việc là đây cũng là một số, đây nhân đây ra một số này. À đâu? Đây là số phức của em. Đây là số phức. Thế thì xem nào. Kiểu như để như này nên kem nhìn kem bị rối ấy. Kem cứ hình dung là x và y của em đang là một số nhé. Thì có phải em lấy x em nhân sang đây, nhân sang cái đống này thì nó sẽ thành là gì? Vẫn là một số thôi. Kệ nó, mình sẽ không lấy cái số đấy. Đấy là phần thực rồi, mình sẽ quan tâm phần ảo. Phần ảo thì nó sẽ là nếu lấy cái phần ảo bên này nhân phần thực bên này thì sẽ ra phần ảo này. Thì nó sẽ được cái đầu tiên của em. Đó chính là 2 cộng x bình trừ y bình nhân y. Đúng không? Là ra phần ảo nhá. Thêm con y nữa đi cho đẹp như này đúng không? Đó. Và nếu em lấy cái này em nhân với cả phần, em lấy phần thực bên này nhân với phần ảo bên này, lấy ảo bên này nhân thực bên này, lấy thực bên này nhân ảo bên này, được chưa? Còn ảo nhân ảo thì nó lại ra thực mất rồi, không được. Hiểu ý không? Thế thì nó sẽ được cái phần ảo tiếp theo là trừ đi cho 2x bình y y. Thì đây là phần ảo của em. Ảo của em đây nhá, nhưng mà ảo này phải chia cái mẫu nhá. Rồi, cái ảo này người ta cho bằng bằng không. Ảo cho bằng không mà mẫu đã chắc chắn khác không rồi thì thực chất là chỉ cần cho cái tử bằng bằng không thôi. Vì cái mẫu này khác không rồi, được chưa? Khác không thì mới ở mẫu chứ còn gì nữa. Nhí. Thế thì em cho cái đây phần ảo, nếu mà đúng hơn thì phần ảo nó sẽ không còn y nên chị sẽ xóa cái y này đi. Đấy, thì em giải này bằng không. Giải bằng không thì tương đương với việc là tử của em bằng không. Tử bằng không thì nó sẽ ở đây nó có y là nhân tử chung này. Thì nó sẽ có trường hợp 1 đó là y của em bằng 0. Y bằng 0 loại luôn bởi vì điều kiện của mình đã là y khác 0 rồi. Loại. Tức là mình có thể chia cả cái này cho y rồi nhá. Cái trường hợp số 2 của em sẽ là 2 cộng x bình trừ y bình bằng 2x bình. Tương sở đương. Giải tiếp với chị Vân xem. Xem nào, nó sẽ được cái phương trình là x bình cộng y bình trừ 2 bằng 0. Xong. Thì đây là cái biểu thức mà em đẻ ra được. Từ cái là số thực và không là số thực. Được chưa? Rồi, thế bây giờ mình sẽ khai thác tiếp cái điều gì ở đây ta? Thì bây giờ em sẽ có là biểu thức P của em. Biểu thức P của em này. P của em. Nó hỏi max hay min ta? Nó hỏi max, P max bằng Z cộng 1 trừ Y. Xong rồi đấy, xong rồi đấy các em ạ. P max này. Chết. P max bằng là modulus của Z cộng 1 trừ Y. Không biết được ta. Tay chị đè. Ô, nó bị lag. Đây. Rồi, modulus của Z cộng 1 trừ Y. Đúng. Thế em hình dung này. Từ cái phương trình này này. Tức là em hình dung là x và y đang là tọa độ của cái số phức z, đúng không? Thế cái z nó đang thuộc vào đây này, tức là z của em đang thuộc một đường tròn. Thuộc cái đường tròn tâm ô bán kính là
À nhầm, tâm ô không không ấy, bởi vì là x trừ a tất cả bình ấy, nhưng không có gì y trừ b tất cả bình cũng không có gì bằng r bình. Bằng r bình nhá, thì cái r ở đây của em nó phải bằng làm căn 2. Đấy, vậy mình đã tìm ra được tập hợp điểm dẫn số vectơ z. Thế cái thằng p này, thực chất nó là khoảng cách giữa điểm này và số vectơ z, mà số vectơ z lại chạy lon ton trên một cái đường tròn, cái điểm kia cố định, thì mình lại áp dụng đúng cái kiến thức đấy chưa? Được chưa? Ở đây em có điểm a có tọa độ là trừ một một. Vậy em sẽ có P max của em sẽ bằng là khoảng cách giữa cái điểm cố định này đến cái tâm là AO cộng với cả R. AO thì bằng là căn của cái này là căn 2 nhá. Căn 2 cộng với cả căn 2. Đáp án là 2 căn 2. Rồi, khoanh vào đáp án là C, lại là C. C, xong. Ok, chuyển sang bài số 22 cho chị Vân. Đây là bài số 22 của các em. Bài số 22 này cũng hơi lạ nữa. Nó cho em là Z1 trừ Z2, Z1 cộng Z2, và nó hỏi Z1 bình và Z2 bình. Thế thì ý là nhá, các em phải gặp bài này một lần rồi ấy, thì các em sẽ biết làm bài này. Ý là nó sẽ có dạng. Khi các em gặp Z1 trừ Z2 và Z1 cộng Z2 thì em hãy nghĩ đến cái trung điểm. Ý là nó sẽ làm như này nhá, chị sẽ làm mẫu một bài cùng với các em nhé. Chị Vân gọi cái điểm à, cái số phức Z1 chính là điểm A được không? Được không? Cái số phức Z2 chính là điểm B. Vậy thì Z1 trừ Z2 tức là cái chỗ này có phải là lấy điểm điểm A đang trừ điểm B, thì cái chỗ này có phải là vector BA không em? Đúng không? Độ dài của vector BA thì chính là bằng BA và bằng AB luôn. Vậy AB bằng 2, tức là khoảng cách giữa điểm A và điểm B bằng 2 nhá. Khoảng cách giữa điểm A và điểm B của các em bằng 2. Vậy từ đây em sẽ có được là suy ra này, là cái đoạn AB của em bằng 2. Đây là do cái này. Được chưa? Nhưng em lại có Z1 cộng Z2. Thế thì em sẽ nhớ lại cái tọa độ ấy. Em cũng đưa về tọa độ giống như kiểu em vừa nãy làm thôi. Lấy điểm sau trừ điểm trước thì bây giờ cũng vậy. Bây giờ nó cũng sẽ có như thế, nhưng mà nó là cộng thì em nghĩ đến cái gì? Cộng thì có phải em nghĩ đến trung điểm không? Đúng không? Cái Z1 cộng Z2 nhá. Đấy, Z1 cộng Z2 mà chia đôi thì có phải nó bằng là tọa độ điểm A cộng tọa độ điểm B chia chia 2 không? Thì nó chính là trung điểm của AB. Vậy thì em hình dung là cái số phức Z1 cộng Z2 chia đôi này nó sẽ được đại diện bởi cái điểm Y. Nhá, nó sẽ được đại diện bởi điểm Y. Được chưa? Bây giờ chị em mình sẽ cùng biểu diễn nó lên đây nhé. Em sẽ có như sau. Cái đầu tiên thì không chấp rồi, nốt ruồi đầu tiên này. Nốt ruồi đầu tiên là vì có Z1 trừ Z2 bằng 2 nên em suy ra là AB bằng 2. Cái nốt ruồi thứ hai đó là em có là em lấy cái này em chia cho 2 để nó xuất hiện như cái mà chị bảo, thì có phải là em sẽ có được là Z1 cộng Z2. Em chia đôi. Sẵn thì ở cái đề bài ấy, nó đã có hình bóng để em nhìn được là mình chia đôi rất là đẹp rồi. Cộng với cả 2 trừ đi cho y thì bằng chia đôi cả hai vế mà thì bằng 1. Vậy thì em hình dung đây là điểm y à, đây là tọa độ của một điểm à, đây là một điểm nữa này. Vậy thì cái điểm này của em với cái điểm này khoảng cách luôn luôn bằng 1, thì có phải nó sẽ thuộc đường tròn không? Giả sử nếu như mà đặt đây là số phức ZY đi chẳng hạn, thì ở đây thuộc đường tròn gì nữa? Vậy nhá, thì cái điểm Y của em sẽ có luôn Y của em thuộc vào đường tròn tâm trừ 2, 1 bán kính R bằng 1. Được chưa? Ô sợ kế. Bây giờ mình sẽ biểu diễn nó lên trên hình nhá. Hay là mình xem luôn cái này nhỉ? Em sẽ có luôn, nó hỏi em là modulus của Z1 bình cộng modulus của Z2 bình thì bằng gì? Đó, thì bằng cái gì? Thế thì em hình dung là modulus của Z1 bình nó sẽ quy về cái bài toán hơi quen thuộc một chút trong hình hình học giải tích em đang học ấy. Z1, modulus của Z1 thì chính là độ dài của vector OA. Có đúng không? Thì không có cái điểm gì sau mà. Mà Z1 là A mà. Thì phải là lấy điểm sau trừ điểm trước. Đây là độ dài vector OA không? Đúng nhỉ? Chị sẽ làm chậm chậm nhé. Đây là độ dài của vector OA bình phương.
cộng với cả độ dài của vector OB bình phương. Đó. Thì thực chất là độ dài của vector OA chính là bằng OA bình phương cộng với cả OB bình phương. Đây chính là bài toán gì em? Chèn tâm tỉ cự chứ còn cái gì nữa. Đây chính là bài toán chèn tâm tỉ cự chứ còn gì. Thế em sẽ có là cái gì đây? Xem nào. Ta cùng xem bây giờ chèn cái điểm gì cho nó đẹp. Bây giờ chị em mình sẽ cần, ý là mình sẽ chèn một cái điểm gì đấy vào đây, đúng không? Bây giờ cứ thử. Bây giờ cho này, chèn nó chị Vân điểm. Bình thường là mình cứ chèn y đúng không? Bây giờ mình cứ chèn thử nhá. Nó sẽ là OI cộng với cả IA tất cả bình phương cộng với cả OI cộng với cả IB tất cả bình phương. Nó sẽ bằng này, OI cộng OI là bằng mấy lần OI? 2 lần OI bình phương cộng với cả 2 lần. Ở đây nhá, chị vẫn sẽ để ở dạng là vector nhá. Bởi vì là độ dài bình thì bằng với việc là vector bình. Thế nên mình phải để ở vector thì mình mới có thể chèn điểm ý em. Em hình dung được không? Đấy. Vector OA thì bằng vector OI cộng IA. Vector OB bằng vector OI cộng IB. Được chưa? Mình sẽ đưa về độ dài như vừa nãy, nhưng mà độ dài bình thì bằng vector bình nên thêm vector thoải mái. Thì ở đây em vẫn sẽ có vector này. 2 lần vector OI bình cộng 2 lần OI nhân vector IA cộng 2 lần vector OI nhân vector IB cộng IA bình phương cộng vector IB bình phương. Thì thực chất là đã bảo rồi, đã bảo là những cái vector bình thì chính là bằng độ dài bình. Vậy nó là 2 OI bình cộng IA bình cộng IB bình cộng với cả 2 lần vector OI rút ra ngoài làm nhân tử chung này. Đây này, chung chưa? Bên trong nó sẽ chỉ còn là vector IA cộng vector IB mà thôi. Vector IA cộng vector IB. Đó. Thế thì có phải là ấy, có phải là khi mà làm bài toán tâm tỉ cự thì em biết được rằng là mình sẽ phải chọn một cái điểm Y sao cho thỏa mãn là gì? Vector IA cộng vector IB bằng 0. Ở bài này chị đã cố tình viết nó là Y. Bởi vì ở đây thực chất là chị có thể chọn điểm khác, chèn một điểm khác, nhưng mà chị đã cố tình nói là Y. Bởi vì đơn giản ý, vector IA cộng vector IB bằng 0 thì có phải là Y sẽ là trung điểm của AB không? Nhà IA cộng IB bằng 0, Y trung điểm AB chưa? Mà vừa nãy mình vừa gọi Y là trung điểm của AB chưa? Đó, cố tình cả đó. Cái này các em làm nhiều các em sẽ biết. Hoặc không thì các em cứ gọi một điểm khác, các em chèn bừa điểm khác, xong rồi các em phát hiện ra đấy chính là điểm Y luôn. Hiểu không? Vậy thì cái này của em bằng 0 rồi nhá. Ý là vì IA cộng IB của em bằng 0 rồi, do Y là trung điểm rồi nên thằng này sẽ mất đi. Vậy cái biểu thức này của em ấy, gọi đây là biểu thức P đi nhá. Thì cái P của em nó sẽ chỉ còn là bằng 2 lần OI bình phương cộng với cả IA bình phương cộng với cả IB bình phương mà thôi. Đúng không? Nó yêu cầu là tìm gì? Tìm giá trị lớn nhất. Lớn nhất và nhỏ nhất. Tìm lớn nhất, nhỏ nhất. Thế đây, của em đây. Thằng này bằng 0, không chấp. Nhưng mà em hình dung là Y của em là trung điểm của AB. Vậy thì mình phải tìm IA và tìm IB đó. Y của em thuộc vào đường tròn tâm này. Để xem nào. Vẽ ra liệu có ok không nhỉ? Thế chị sẽ vẽ ra thử nhá. Để xem là IA và IB bằng bao nhiêu nhá. Đây thì để chị vẽ ra cho em. Khi mà em không biết mình phải làm gì ấy, thì cách tốt nhất là em nên xem lại giả thiết xem còn gì em chưa dùng hay không. Đó, thì em nhìn đây này. Còn một cái giả thiết nữa em chưa có dùng. Đó là giả, ý là giả thiết em dùng rồi nhá. Ý em có được tọa độ điểm Y rồi. Vậy chị sẽ vẽ cái điểm Y ra cho em xem. Đây là trục tọa độ OI này. Cái tâm Y của em thì là -21. Nên nó sẽ là ở đây. Lấy x đôi tài khoản đi. Thì -21 là chỗ này. Cứ 2 ô thì là coi là một đơn vị. Thì là -21 nó là đây. Xem nào. Đây. Thì đây là cái tâm của em. Đây là cái tâm của em. Xong rồi bán kính của em là mấy? Bán kính của em là 1.
Tây thì chỉ vẽ đường tròn thôi. Đó, ok. Thế nhìn đây, bán kính của em là 1 thì chị Vân vẽ chuẩn đơn vị độ đơn vị luôn đấy nhá, nhìn đây này. Có phải là hai ô ly thì coi là một đơn vị không? Bán kính đang là 1 chưa? Tâm đấy chưa? Vẽ chuẩn luôn đấy nhá. Thế thì cái điểm Y của em ấy nó đang thuộc vào đây. Y của em thì là trung điểm của AB. Đây, nó thuộc vào đây này. Đó, Y của em thuộc vào chỗ này. Xong. Y của em ấy đang chạy trên cái đường tròn này. Thế mà em cũng hình dung cái này khá là dễ. IA bình cộng IB bình thì sẽ bằng bao nhiêu luôn ấy? Bởi vì Y là trung điểm của AB. Y là trung điểm của AB mà lại biết A biết B bằng 2 thì có phải là IA của em bằng 1 và IB bằng 1 không? Đúng không? Thế cái này P chị Vân có thể đổi luôn thành 2 OI bình phương cộng với cả 1 cộng 1 thì nó bằng là 2 OI bình phương cộng với cả 2. Vậy P này của em muốn mắc đi, nó bắt tìm mắc hay min hay tìm cả hai? Tìm cả hai. P mắc của em thì khi và chỉ khi cái OI của em nó mắc. Đúng không? Khi và chỉ khi OI của em mắc à. Y của em thì chạy ở đây, O của em thì ở đây. Vậy thì nó mắc sẽ là bằng cái đoạn này. Được chưa? Thật ra bài này không cần vẽ hình cũng được nhỉ. OI mắc tức là P mắc của em nó sẽ bằng là hai lần OI mắc là bằng là OI cộng với cả đây OI mắc này là bằng cái tọa độ của tâm chứ không phải là bằng OI nhá, đừng nhầm nhá. Cái tâm này gọi là điểm tâm này có tọa độ là trừ 21, gọi điểm H đi nhá. Thế thì nó sẽ bằng là OH. OH cộng với cả R tất cả bình phương cộng 2. OH của em thì bằng bao nhiêu? Chỗ này là 2, chỗ này là 1, 4 cộng 1, 5 căn 5. Thế bình phương lên là 5. 2 nhân 5 là 10, 10 cộng 2 12. Đúng nhỉ? Nhầm đúng không ta? À, nhầm thiếu. May quá, kiểm tra lại. Ở đây OH của em thì bằng OH của em thì bằng căn 5. Nhưng mà quên mất cộng R, R1 vậy là căn 5 cộng 1. Căn 5 cộng 1 bình phương x đôi tài khoản rồi cộng thêm 2. Vậy nó sẽ được là bao nhiêu? Bấm chị Vân xem nào. Xin cái máy tính xem nào. Căn 5 cộng 1 bình phương nhân đôi rồi cộng 2 được là 14 cộng với cả 4 căn 5. Đấy là max. Còn P min của em thì nó ở khi và chỉ khi OI của em min. O của em thì cố định là gốc tọa độ rồi. Y của em chạy vòng vèo trên cái đường tròn này thì có phải nó sẽ min tại đây không? Đúng không? Nó sẽ bằng là cả cái thằng OH trừ đi R. Khi và chỉ khi OI min bằng là OH trừ R. Chưa? P min của em thì bằng là hai lần mở ngoặc này OH đây này, thay vào đây thôi, thay vào đây rồi trừ đi cho R bình phương cộng 2. OH của mình vừa tính ra căn 5 rồi, 2 nhân căn 5 trừ đi cho R là bằng 1. Tất cả bình phương cộng 2, bấm máy tính cái mời. Căn 5 trừ 1 bình phương nhân 2 cộng 2 ra là 14 trừ 4 căn 5. Ok. Xong nó hỏi là tổng, đúng không? Giá trị của A cộng B tức là tổng min và max. Thế cộng 2 này lại này thì được là cái gì? 28, bởi vì 2 này vứt đi. Vậy đáp án của em là đáp án 28. Có đáp án 28 không? Có, may quá, ra C. Sao? Đấy là câu 22. Xong, chuyển sang câu tiếp theo. Ok. Ồ, các em ơi, đến lúc chị edit để chị ghép các cái vít nó vào với nhau ấy thì chị phát hiện ra là hai câu này chưa có, hình như là chưa bấm nút quay. Khóc nhè. Thực ra là bây giờ chị Vân rất muốn dựa để cái lời giải y như này xong rồi giảng cho các em thôi. Nhưng mà thôi, với tấm lòng của một nhà giáo thì chúng tôi sẽ xóa hết đi nhá. Em phải là người xóa cái này em mới thấy đau xót đi. Ý là em đã làm xong hết mọi thứ rồi. Em đã rất vui vẻ phấn khởi đi vào và ghép nó vào với nhau chỉ để đăng thôi, nhưng không. Cuộc đời đúng không như mơ mà. Đúng hôm mình quay vít sớm
Thì đấy. Đúng khổ luôn ấy. Thôi được rồi, ăn ra nhé. Để cái phần cuối cùng này để lại đi, bởi vì cái hình này vẽ lâu lắm. Cay thật sự luôn ấy, cay khóc nhè luôn ấy. Bực thật. Đây này, chưa xóa hết nữa này này. Ok, bây giờ chị em mình cùng quay lại từ đầu. Người khổ nhất là tôi. Đấy, đúng rồi. Ai thấy thương chị gái thì lấy 1 tỷ cái kênh YouTube và bấm subscribe đi nhá, nhớ chưa? Buồn quá, sao có thể như vậy được nhỉ? Nhìn vào đây kem câu 26. Nào, nó hỏi cái gì nào, làm lại từ đầu nào. Nó hỏi là số phức. Đây, nó hỏi là lớn nhất, nhỏ nhất của cái module của OVK. Thế thực chất là em sẽ hiểu là cái VK, module của số phức VK ấy, thì thực chất là nó cũng sẽ bằng là module của số phức VK ngang. Đơn giản là VK mà sang VK ngang thì mình chỉ đổi dấu phần ảo thôi. Nhưng mà vì là đóng module mà em, đóng module thì em hình dung là căn của phần thực bình cũng phần ảo bình ấy, thì nó chỉ đổi dấu phần ảo thôi. Mà đã gọi là ảo bình phương thì âm ảo hay là dương ảo bình phương thì nó cũng thế. Đó. Vậy nên là nó hai cái này nó bằng nhau, hoàn toàn bằng nhau. Tại sao chị lại đổi sang cái này? Vì chị nhìn được rằng là module của số phức với kép ngang mình tính ra được. Nó bằng cái bên này chia cho cái này này. Đó. Đâu rồi cái máy tính cái này đâu rồi. Đây, nào lấy cái máy tính ra để chia cùng với chị. Thế cái này nó có phải bằng này. Vế kép ngang của em nó phải bằng là cả cái phía bên phải chia cho 5 cộng 10y không? Đúng không? Thì bây giờ mình viết nhá. Nào bấm máy tính 3 trừ đi cho 4y. 3 trừ 4y chia cho 5 cộng 10y. Thì nó sẽ được là trừ 1 phần 5 trừ 2 phần 5 y đóng ngoặc rô nhân với cả số phức z. Tiếp theo là cái này trừ 25y, em bấm đi, trừ 25y chia cho 5 cộng 10y bằng trừ 2 trừ y. Đó, trừ 2 trừ y. Ok. Thế thì có phải là bây giờ em đi tìm min max của cái thằng này là sao không? Thế chị em bảo là rồi, min max của thằng này thì dễ ợt ra. Chỉ cần đưa về là số phức z trừ đi cái gì đó. Vậy thì bây giờ em rút cái thằng này ra ngoài. Em rút nó ra ngoài thì nó sẽ bằng là gì? Trừ 1 phần 5 trừ 2 phần 5 y đóng module. Bên trong kia nó sẽ còn là nhân với cả số phức z. Em lấy cả thằng này, em chia cho cái này đúng không? Nào lại bấm máy tính tiếp này. Trừ 2 trừ y chia cho trừ 2 trừ y chia cho trừ 1 phần 5 trừ 2 phần 5 y. Đó. Bây giờ mình phải suy nghĩ tích cực lên các em ạ. Đó là mình quay lại là để mình quay hay hơn lần trước. Đó. Suy nghĩ tích cực như thế, chị đang phải cố gắng suy nghĩ tích cực đây. Trừ 1 phần 5 trừ 2 phần 5 y. Thấy không? Cái công việc quay vít quá vất vả, quá khổ sở, quá đau khổ. Tôi quá buồn mà. Vậy mà các em tôi nó còn không xem vít nữa anh em ạ. Anh em thấy có ai khổ như tôi không? Nào anh em bấm trong máy tính cho đọc đáp án nào. 4 trừ 3y em ạ. Ok, cộng 4 trừ 3y. Đấy, xong anh em còn thắc mắc tại sao ra cộng 4 trừ 3y nữa thì tôi đi nhá. Đó là vì lấy cả cái này chia cho cái thằng này được chưa? Thì bấm máy tính trừ 2 trừ y chia cho cái thằng này thì nó ra cái này. Ok. Rồi, thế đến đây thì em bấm máy tính cái này thôi. Em bấm xem là module của thằng này bằng bao nhiêu. Thì em bấm là căn của 1 phần 25 cộng với cả 4 phần 25. Căn của phần thực bình cộng phần ảo bình mà. Chị đã tự bình cái ảo bình và thực bình rồi. Thì nó ra chỗ này là căn 5 trên 5 nhân với cả số phức z cộng với 4 trừ 3y. Đó. Thì có phải là bây giờ cái biểu thức P của em nó mắc khi và chỉ khi cái khoảng cách giữa cái điểm M này và cái điểm này nó mắc này. Đó. Thế thì em sẽ có là P mắc của em nó bằng luôn. Em hình dung này là số phức z của mình đang thuộc vào đường tròn tâm gì luôn đây. Đọc nhanh. Số phức z của em đang thuộc vào đường tròn tâm y có tọa độ là 1 trừ 2 bán kính 2 căn 5. Ok. Tức số phức z đang chạy trong một đường tròn, trên một đường tròn. Và bây giờ em lại đi tính khoảng cách từ một cái điểm cố định. Cái điểm cố định này chị Vân gọi là điểm y đi nhá. Cái điểm y này có tọa độ là trừ 4, 3. Đúng không? Em phải lấy ngược lại mà em phải để đây là dấu trừ ấy. Hiểu không? Đó. Trừ 4, 3. Mà cái z của em lại chạy lon ton trên này. Thì đây là min max giữa một điểm và một đường tròn. Đúng dạng rồi. Đúng không?
thì P max của em nó sẽ bằng là căn 5 trên 5. Cái max thì nó sẽ bằng bao nhiêu đây? Max là khoảng cách giữa điểm đến đường tròn thì nó bằng là cái tâm với nhau luôn. À ở đây chị đẩy hai cái y này, thế chị đổi đây thành chữ A nhá. Max của em thì sẽ bằng là từ cái điểm này đến tâm cộng với cả R. Thế từ cái điểm này đến tâm là bao nhiêu? Tính cho chị độ dài AI bằng này. Lấy y trừ a tất cả bình. 1 cộng 4 là 5. Vậy là căn của 5 bình phương. Thế nào? Lấy y trừ a tất cả bình trừ 2 trừ 3 là trừ 5 tiếp. Vậy 5 bình tiếp. Vậy AI bằng là căn của 50. AI bằng căn 50 mà. Nó bằng là AI cộng R. Đấy là max nhá. Bằng là khoảng cách từ cái điểm cố định đó này đến cái tâm. Đấy chưa? Cộng với cả bán kính. Công thức rồi. Đúng không? Thì nó sẽ bằng là AI của em thì là bằng căn 50. Căn 50 thực chất là 5 căn 2. Vậy nó bằng căn 5 chia 5 nhân 5 căn 2 cộng với cả R. R bằng 2 căn 5. Đó, R bằng 2 căn 5. Bấm máy tính cái thằng này ra. Bấm với chị Vân xem nào. Căn 5 chia 5 nhân với cả này, mở ngoặc này, 5 căn 2 này cộng 2 căn 5 này bằng 2 cộng căn 10. Đấy là max của em. P min của em thì bằng căn 5 trên 5, nó là một cái cố định không đổi rồi, em hình dung được không? Nó vẫn thế thôi, nó vẫn là căn 5 trên 5 nhân với cả này. Min của em thì là trị tuyệt đối của cái khoảng cách từ tâm đến cái điểm đấy trừ đi R. Rồi, bấm máy tính chị Vân xem. Căn 5 trên 5 nhân với cả, đặt dấu trừ vào, 5 căn 2 trừ 2 căn 5 trừ 2 cộng căn 10. Thế xong rồi nó hỏi là tổng giá trị của max và min, lấy hai này cộng vào thì 2 với 2 mất đi, căn 10 cộng căn 10, 2 căn 10 đáp án ra gì? A. À, ok, xong một câu. Câu này ngắn nghe em ạ. Câu 27 sẽ dài hơn. Nào, câu 27 cũng sẽ là câu cuối cùng của chúng ta luôn, của chị em mình. Vậy thì em nhìn vào câu 27 này. Xét các số phức thỏa mãn cái này. Thì ở đây em phải hình dung là các cái dạng này nó không giống như các cái dạng mà đã dạy cho các em, đúng không? Nó không hề quen thuộc. Nó không phải là một cái module bằng một số. Nó cũng không phải là hai cái module bằng nhau. Mà nó lại như này. Thì câu này đúng là phải làm một lần thì các em mới biết làm đó. Ừ, chị Vân làm tỷ lần. Đã thế phải làm lại. Cay. Nhưng bù lại thì chị sẽ rất là nhớ. Đó là em phải nhớ là Z cộng Z ngang sẽ có ra một cái rất là đặc biệt. Và Z trừ Z ngang cũng sẽ ra một cái rất đặc biệt. Khi đấy cứ gặp Z cộng Z ngang và Z trừ Z ngang thì chúng ta sẽ phải đặt thôi. Bài này nên đặt nhé. Đặt số phức Z của em sẽ là X cộng YY. Đó, khi đó thì em sẽ có được Z ngang của em chính là bằng X trừ YY. Và em sẽ phát hiện được cái điều đặc biệt nó sẽ đẻ ra từ đây này. Đó là Z cộng với cả Z ngang sẽ bằng gì? Và Z trừ Z ngang nó sẽ bằng gì? Z cộng Z ngang của em thì đây, lấy ra ngay cộng này, thì có phải là phần ảo nó mất đi không? Thì nó phải nó sẽ ra 2X không? Z trừ Z ngang thì là lấy cái này trừ đi cái này, X trừ X mất, cái này trừ trừ hình cộng này, thì là nó thành là 2YY. Được chưa? Vậy em hãy suy được ra ở đây là module, nó đang hỏi module cơ. Module của Z cộng với cả Z ngang thì chính bằng là gì? Em lấy module bên này và lấy trị tuyệt đối bên này, nó bằng là trị tuyệt đối của 2x. Z trừ Z ngang lấy module thì nó bằng là lấy module của số phức 2yy. Và nó bằng căn của phần thực bình cộng phần ảo. Bình thực là 0, ảo là 2y. Thế thì nó sẽ là 2y bình phương. Và nó sẽ ra là trị của 2y. Nhảy, đúng chưa? Ok. Vậy thì từ cái màu đỏ này của em này, từ cái màu đỏ này của em, đây, em sẽ đẻ ra được là, đây nhá, chị để dấu sao nhá. Ở đây vẫn còn một dòng nữa này. Đó là dấu sao của em nó sẽ tương đương là Z cộng Z ngang thì là trị tuyệt đối của 2X rồi. Đúng chưa? Cộng với cả trị tuyệt đối của 2Y. Cái vế bên phải của em là module của Z bình. Module của Z bình này này thì mình học cái tính chất của module rồi, hoàn toàn nó sẽ trở thành là module của Z tất cả bình phương. Mà module của Z thì là căn của thực bình cộng ảo bình, tức là x cộng x bình cộng y bình.
đúng không? Đây là mô đun của z, nhưng bình phương lên thì em mất căn, tức là nó bằng x bình cộng y bình thôi. Thì có phải là chỗ này của em nó sẽ viết được lại vào đây là bằng x bình cộng y bình không? Đúng không? Đến đây thì sẽ có bốn trường hợp xảy ra. Em phải phá trị tuyệt đối ra. Trường hợp số 1, đó là ở đây sẽ có bốn trường hợp là có này, thằng này dương, thằng này dương. Trường hợp thứ 2, thằng này âm, thằng này âm. Trường hợp thứ 3, thằng này dương, thằng này âm. Trường hợp thứ 4 là thằng này âm, thằng này dương. Đó, bốn trường hợp tất cả. Vậy trường hợp đầu tiên chị Vân giải là x lớn bằng 0 và y của em lớn bằng 0. Thì em sẽ có được cái phương trình sao này của em này. Phương trình sao của em nó sẽ tương đương. À nhiều sao quá nhỉ, thế chị để đây là 1 nhá, bởi vì cái phương trình trên mình đã đặt là sao rồi. Thế đặt là phương trình 1. Thế cái phương trình 1 của em nó sẽ tương đương là, vì nó lớn bằng 0 mà, nên sẽ là 2x cộng 2y bằng x bình cộng y bình. Đến đây vẫn có những bạn không biết giải thì chị giải cùng luôn nè. Nó rất dễ dàng, em đưa về hàng đẳng thức thôi. Em hình dung là x và y của em đang là tọa độ của tập hợp điểm biến dẫn số phức z. Thế mình quan tâm là cái số phức z này nó đang thuộc cái tập hợp đường nào. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái này về đường tròn, mình nhìn thấy đường tròn luôn mà. Thì em đưa hết cả hai thằng này sang bên phía bên phải. Có phải nó sẽ thành là x bình trừ 2x như này. Em cộng thêm 1 để nó trở thành hàng đẳng thức. Cộng với cả y bình trừ 2y cộng 1 để trở thành hàng đẳng thức. Thế có phải là vế bên này này, em đang cộng thêm 2 không? Thì vế bên phải này em cũng sẽ phải cộng thêm 2. Vì thế nên bên này nó bằng 2. Nào em thử lại mà xem, cái này sẽ y đúc bằng cái bên trên. Và sẽ được cái phương trình đường tròn là x trừ 1 tất cả bình phương cộng y trừ 1 tất cả bình phương bằng 2. Đó, tức là cái số phức z của em nó đang thuộc vào một cái đường tròn tâm y có tọa độ là 1, 1, bán kính là bằng căn 2. Đó. Nhưng mà cái biểu thức P của em ý, em hình dung này, số phức z thuộc đường tròn, đây là điểm. Vậy vẫn là dạng bài là khoảng cách từ một điểm đến một đường tròn, min và max ở đâu, nó hỏi max thôi. Thế thì thực chất là em có thể dám ra max luôn. Nhưng mà ở đây nó có 4 trường hợp tất cả, vậy thì em sẽ làm 4 trường hợp như thế. 4 trường hợp như này, và sau đó mình sẽ suy ra được kết luận. Mình sẽ làm max một trường hợp và mình xem đâu là max, mình dự đoán ý, đâu là max và mình làm luôn trường hợp đấy. Trường hợp thứ 2 là x nhỏ bằng 0, y nhỏ bằng 0. Thì em làm nhanh nhá, suy ra cái phương trình 1 của em này. Nó sẽ tương đương với việc là trừ 2x trừ 2y bằng x bình cộng y bình. Lúc ấy chị chuyển hết sang về bên phải, nó sẽ được là x bình cộng 2x cộng 1. Đúng chưa? Cộng với cả y bình cộng 2y cộng 1. Vì là cộng 1 cộng 2 bên này nên cũng phải cộng 2 bên này. Tương đương sẽ được phương trình đường tròn là x cộng 1 tất cả bình phương cộng y cộng 1 tất cả bình phương bằng 2. Nào, chiều số 3 và chiều số 4 mình làm thật là nhanh nhé. Chiều số 3 của em này, đó là x nhỏ bằng 0, y lớn bằng 0. Và trường hợp số 4, đó là x của em lớn hơn bằng 0 và y của em nhỏ bằng 0. Mình sẽ được phương trình 1 tương đương với việc là trừ 2x này, cộng 2y bằng x bình cộng y bình. Làm nhiều nỗi thuộc luôn rồi. Tương đương với cả x bình cộng 2x cộng 1, đúng không? Cộng với cả y bình trừ 2y cộng 1. Chị chỉ chuyển vế thôi, thế mất hàng đẳng thức bằng 2. Được cái phương trình là x cộng 1 tất cả bình phương cộng với cả y trừ 1 tất cả bình phương bằng 2. Trường hợp số 4, phương trình 1 sẽ tương đương với việc là 2x trừ 2y bằng x bình cộng y bình. Tương đương x bình trừ 2x cộng 1 tất cả cộng với cả y bình cộng 2y cộng 1 bằng 2. Nó sẽ được phương trình đường tròn là x trừ 1 tất cả bình cộng y cộng 1 tất cả bình bằng 2. 4 trường hợp tương đương với 4 đường tròn chị Vân đã vẽ sẵn rồi. Đây, cái tâm của trường hợp đầu tiên là 1, 1. Tâm đây, 1, 1 đây. Trường hợp số 2 tâm là trừ 1, trừ 1 đây. Trường hợp số 3 tâm là trừ 1, 1 đây em ạ. Còn trường hợp thứ 4 tâm là 1, 1, 1, trừ 1 đây. Thì có phải là số phức z của em đang thuộc trên 4 cái đường tròn này không? Đúng không? Tất cả cái này chị đều vẽ đúng tỷ lệ đấy. Đó là tâm rất là đúng tỷ lệ đấy. Hai ô ly này của chị Vân tương ứng một đơn vị. Cái bán kính của em tất cả đều là căn 2. Thì em hình dung là chị vẽ đúng bằng cái này này. Bởi vì là khi đây là cạnh là 1, đây cạnh là 1, đây 1 đúng không? Thì có phải là đây chỗ này là căn 2 không? Thế nên em nhìn thấy tất cả các cái đường tròn này nó đều đi qua cái điểm này. Bởi vì nó đều có bán kính là căn 2. Thế cái điểm, tức là số phức z của em thuộc vào 4 cái đường tròn đó.
Bây giờ nó bắt em đi tính cái tọa độ từ cái điểm 52. Thì tọa độ của 52, 52 tức là chỗ này là 10 ô ly chị đã vẽ rồi. Chị đếm rồi này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 thấy không? 2 là 4 ô ly này. Vậy điểm A của em ở đây. Thế số phức z thì chạy trên bốn đường tròn này. Vậy số phức z sẽ ở đâu thì cái khoảng cách từ A đến cái điểm của số phức z này nó sẽ mắc. Thì em hình dung nó phải ở cái xa nhất rồi, ở chỗ này rồi, bởi vì cái điểm A này của em thuộc vào cái góc 1 phần tư thứ nhất. Khi phải đi ra góc 1 phần tư thứ ba thì nó sẽ xa nhất. Nhưng em hình dung là nó vẫn phải đi qua cái tâm này thì nó sẽ xa nhất này. Đó, vậy thì nó sẽ ở đây này, ở đây là mắc này. Thì có phải là cái đoạn này này nó mắc thì nó bằng là cái đoạn AI phẩy cộng với cả R không? Đúng không? Hết bài nhá. Em sẽ có là P mắc sẽ bằng đoạn là AI phẩy cộng với cả R. AI phẩy thì đây, tọa độ đây, lấy Y phẩy trừ A là trừ 1, trừ 5 là trừ 6. Thì sẽ là căn của 6 bình phương cộng với cả này, trừ 1, trừ 2 là trừ 3, 3 bình phương là 9. Đấy, cộng thêm R là căn 2 nữa. Xem ra đáp án bao nhiêu. Căn của 36 cộng 9, 3 căn 5 cộng căn 2 em ạ. Ok, xem có đáp án không. 3 căn 5 cộng căn 2, đáp án là A. Đó, hết bài, xong. Vậy là vừa rồi chị Vân đã rất kiên trì và nghị lực quay hết cho kem. Lúc đầu chị cũng không định quay lại, chị định giảng luôn. Ý là chị có cái lời giải sẵn rồi chị giảng lại ấy. Nhưng mà chị nghĩ là như thế thì kem sẽ không hiểu. Nên là thực sự rất là yêu kem. Với là chị cũng rất là mong muốn là kem sẽ hiểu bài. Và nghĩa là từ giờ kem sẽ không còn sợ mí mắc của số phức nữa ấy. Thế là từ giờ cố lên nhá. Cảm ơn vì kem đã xem đến đây. Rất rất cảm ơn luôn ấy. Nếu mà kem cảm thấy chị Vân khổ sở quá thì kem hãy bấm subscribe cho kênh YouTube này để cho càng ngày càng nhiều người được biết đến kênh YouTube nhỏ bé của chị em chúng ta và nhiều bạn có thể học toán hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt kem. Bye bye. Lần này thì chị Vân không quên bấm quay nữa rồi. Bye bye nha. Hẹn gặp lại trong những video sắp tới.